Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, 19 giờ 15 phút hàng ngày. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, các bạn cũng đừng quên ủng hộ cho kênh bằng cách nhấn vào nút đăng ký hoặc là ấn vào hình quả chuông để chúng ta có thể nhận được những thông báo mới nhất khi có những tập truyện được phát sóng trên kênh. Các bạn cũng đừng quên để lại comment để chúng ta cùng nhau thảo luận. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập số 2 của bộ truyện Vợ ơi, anh sai rồi. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 2. Điện thoại đổ chuông hai hồi thì Huỳnh Tôn nhấc máy. Ai đó? Giọng nói lạnh lùng xa cách, có phần cáu kỉnh. Lê Hương sửng sốt. Huỳnh Tôn. Im lặng 2 giây, tông giọng của y cao lên mấy phần vì ngạc nhiên. Lê Hương, đồ vô lương tâm này, hơn nửa năm nay bà chết ở cái xó nào mà không gọi cho tôi. Lê Hương bật cười, đúng là Huỳnh Tôn đây rồi, vẫn cái kiểu nói chuyện bỗ bã như vậy. Tôi không gọi cho ông mắng tôi đi, mắng xong đến lượt tôi. Đồ vô lương tâm, hơn nửa năm nay ông chết ở cái xó nào mà không gọi cho tôi. Đại tỷ ơi, bồn thiếu gia đây mất điện thoại, mất hết số. Mẹ, tôi làm lại sim, nhớ mang máng số bà. Ấn gọi toàn số máy không tồn tại, mất hết cả số bạn bè cấp 3 cũ rồi. Có mấy đứa gọi đến thì chẳng có đứa nào chơi cùng bà. Ra vậy, lâu rồi không gặp. Ông có còn ở Hoàng Đô không? Lê Hương hí hửng cười. Không ở đây thì ở đâu? Nhà bà bán nhà à? Tôi đi qua suốt mà thấy đổi chủ rồi. Có chuyện gì thế? Ừ, bán rồi. Có chút chuyện. Chiều nay rảnh không? Rảnh, hôm nay thứ bảy mà. Vậy 4 giờ chiều đến đón tôi, đi chơi rẻ khoe một chút. Được đấy, nhắn địa chỉ đi, tôi đến đón. Lâu rồi không đi đạp vịt. Lê Hương phá lên cười, Huỳnh Tôn cũng cười theo. Cô vui vẻ cúp máy, gửi địa chỉ cho y, nhắn tin tiếp. Lê Hương nhắn. Quên không hỏi mặc gì được nhỉ? Huỳnh Tôn trả lời. Quần bò áo phông màu đen nhé. Tôi mặc toàn là đồ đen thôi. Mà bà đừng mặc đồ xịn quá, người ta nhìn lại tưởng tôi là lưu manh bắt cóc con gái nhà giàu. Nhà tôi hết giàu rồi, gặp nhau rồi nói. Được, vậy giờ gia cảnh chúng ta bằng nhau đó, càng dễ nói chuyện. 4 giờ tôi qua. Lê Hương khoan khoái cười thầm, lanh quanh trong phòng lên kế hoạch cho Mạc Tuân leo cây rồi xuống nhà quấn lấy mẹ. Mẹ cô đang làm bánh trong bếp, Lê Hương xoắn bên chân đòi mẹ buôn chuyện hàng xóm láng giềng. Hôm qua tưởng chết, hôm nay thức dậy lại được ở nhà với bố mẹ, được mẹ chăm sóc yêu thương, chẳng còn gì nhẹ nhõm hơn. Khoản nợ của gia đình cô, bố cô và Mạc Tuân âm thầm giải quyết, không nói cho mẹ con Lê Hương biết. Hiện giờ hình như đã trả hết rồi. Tâm trạng của bố không còn âm u như trước nữa, không khí trong nhà cũng đỡ nặng nề. Kiếp trước như thế nào, kiếp này y như vậy. Hơn 3 giờ, Lê Hương tắm rửa sạch sẽ, lấy quần bò, áo phông đen, da giày đen đi vào, rồi khoác áo bò màu nâu ra bên ngoài. Cầm túi sách đi xuống nhà, mẹ cô sửng sốt. Con ăn mặc đi đâu thế? Con ra ngoài để làm tóc ạ. Bà Nguyễn Anh ngạc nhiên vì cách ăn mặc của cô. Sao con lại ăn mặc như vậy? Tối phải đi chơi với Mạc Tuân đấy. Con lúc nào cũng nói Mạc Tuân thích váy có màu mát mát mà. Vâng, anh ấy bảo tôi đến đón. Con đi một chốc rồi về thay đồ mẹ à? Lê Hương cười ngọt ngào, nói dối không chớp mắt. Bà Nguyễn Anh hừ nhẹ, lườm yêu. Nhìn cái mặt hí hửng chưa kìa. Anh ấy đến mà con chưa về thì mẹ bảo chờ con một chút nhé. Mạc Tuân hay đến sớm hơn giờ hẹn à? Lê Hương đi ra đến cửa còn níu lo dặn lại. Bà Nguyễn Anh không nghi ngờ gì, vui vẻ đồng ý. Lê Hương cảm thấy trở lại là chính bản thân mình hồi trẻ thật tốt. Tính cách cô vốn vui tươi, năng động, ngọt ngào, vô ưu vô lo như thế này. Kiếp trước sau khi lấy Mạc Tuân, cô dần trở nên u sầu, chẳng còn giống mình nữa, suốt ngày chìm trong suy tư và khó chịu, nghĩ lại thấy sợ. Hiện tại cô sẽ thay đổi mọi thứ. Mạc Tuân, Dương Huế, hai người cứ tự do mà đến với nhau đi. Tôi đi đường tôi, không thèm để hai người vào mắt đâu. Lê Hương ra khỏi nhà, đi bộ dọc trên vỉa hè về phía ngã ba. Gần 4 giờ rồi, chắc Huỳnh Tôn sẽ đến sớm hơn dự định. Cô đi xuôi hết vỉa hè thì đi ngược lại, cho đến khi nhìn thấy một chiếc mô tô đen bóng tấp vào lề đường. Huỳnh Tôn lật mũ bảo hiểm lên, nhếch mép cười. Đại tỷ, mới mấy tháng không gặp, sắp không nhận ra rồi đấy.
nhìn phía sau cứ tưởng người mẫu chụp ảnh đường phố nào đi lạc. Lê Hương cười rạng rỡ, vui mừng kêu lên: Huỳnh Tôn, tôi lại tưởng ông đi xe khác đến. Mô tô này đẹp ghê. Đừng nói là bà nghĩ tôi đi xe đạp đến đón bà nhé. Huỳnh Tôn tiêu sái đưa mũ bảo hiểm nhỏ cho Lê Hương. Cô thích chí cầm lấy, đội ngay vào, trèo lên sau xe. Trời ơi thích quá, từ bé đến giờ tôi chưa từng được ngồi xe mô tô phân khối đâu. Đại tỷ toàn được siêu xe đưa đón, không cần phải kể khổ. Huỳnh Tôn khúc khích cười. Lê Hương bĩu môi: Đi thôi, công viên Thằng Tiến. Vịt ơi, chị đến đây. Huỳnh Tôn phá lên cười rồi rồ ga phóng đi. Gió thổi vù vù khiến Lê Hương phải lấy kính trong túi sách ra đeo vào. Cảm giác tự do tự tại, trẻ trung và tươi tắn thật là thích. Không cần giữ hình tượng, không cần sợ Mạc Tuân không thích, ghen tuông hay quản lý. Lê Hương cười mãi không thôi, nhẹ nhõm và hạnh phúc. Huỳnh Tôn thực sự đưa cô đến công viên trong thành phố, mua bỏng ngô và coca. Họ cùng xếp hàng mua vé đạp vịt. Lê Hương trầm trồ: Ông cao khiếp, tôi đã cao lắm rồi mà chỉ đứng đến tai ông. Từ lần cuối gặp đến giờ ông lại cao thêm à? Chẳng biết nữa, ai để ý mấy chuyện này đâu. Lê Hương nhìn từ đầu đến chân Huỳnh Tôn. Y mặc quần bò, áo phông đen, đi giày thể thao cũng màu đen. Thân hình cao lớn khỏe mạnh, cơ bắp căng chặt ẩn hiện bên dưới lớp áo. Hai cánh tay cường tráng phô diễn đẹp mặt. Đặc biệt Huỳnh Tôn rất dễ nhìn, mặc dù không phải dạng đẹp trai chói lóa như Mạc Tuân, nhưng khuôn mặt cũng rất có nét nam tính và dữ dội, gây ấn tượng mạnh với người xung quanh. Họ đứng cùng nhau, ăn mặc tương tự, thu hút ánh nhìn của nhiều người. Huỳnh Tôn đỡ Lê Hương xuống thuyền vịt, khéo léo và thuần thục rồi bắt đầu đạp. Lê Hương thích thú ngồi ở phía đối diện nhìn. Chẳng bao giờ cô đạp cái nào, đi chỉ để ngắm hồ nước trong veo, tận hưởng những làn gió mát rượi thổi tới. Thoải mái quá. Ông thế nào rồi? Đã về nhà chưa? Chưa, tôi vẫn loanh quanh ở khu cũ, nhưng đổi phòng trọ khác lớn hơn. Giờ tôi đang đi làm ở quán gà rán của bác cả. Bác ấy bảo kê cho. Bố tôi chịu chết không dám động vào. Dạo trước đi làm ở công trường, quán cà phê, khách sạn, siêu thị, cứ được nửa tháng là người ta đuổi. Lê Hương sừng sốt. Sao lại thế? Huỳnh Tôn cười khẩy, châm thuốc hút. Thì ông không muốn tôi về tiếp quản công việc ở nhà mà. Tôi không chịu. Bỏ nhà đi từ hồi cấp 3 còn gì. Hồi đó ông mặc kệ, để đời dạy tôi. Chờ đến khi tôi khổ quá không chịu nổi thì phải mò về cầu xin. Giờ ông ấy thấy tôi nhơn nhơn ở bên ngoài, vẫn sống được thì mất kiên nhẫn, rồi ra tay, dùng các mối quan hệ chèn ép để cho tôi mất việc. Lê Hương ngớ người, tròn mắt nhìn Huỳnh Tôn. Y hút thuốc, phà khói ra nghi ngút. Khói vờn quanh khuôn mặt bất cần, trông ấn tượng vô cùng. Hồi xưa ông chẳng bao giờ nói. Vì khoảng cách quá lớn. Bà là tiểu thư con nhà giàu, tôi chỉ là một thằng lưu manh bỏ nhà ra đi. Kể khó kể khổ để bản thân mình thảm hại thêm à? Nghe nói công ty của bố bà phá sản. Huỳnh Tôn nhướng mày. Lê Hương gật đầu, cười buồn. Ừ, phá sản rồi. Bị đối thủ kiện vì bản quyền sản phẩm, thua kiện, vỡ nợ. Nhà tôi phải bán hết biệt thự, đất đai, cổ phiếu, vàng mà chưa trả hết nợ. Giờ chỉ còn ngôi nhà nhỏ đó thôi. Huỳnh Tôn nhìn chằm chằm vào cô, nhích mép cười. Trông bà tươi tắn như vậy, không nghĩ gia đình khốn khó nha. Đỡ khốn khổ rồi ấy, nhưng tôi đang lâm vào tình huống oái ăm lắm đây. Lê Hương thở dài. Có người trả nợ hộ. Huỳnh Tôn phá lên cười. Yên nào, để đại thiếu gia đây đoán xem có đúng không nhá. Tên đó thích bà, đứng ra giúp đỡ, muốn rước bà về làm phu nhân phải không? Lê Hương nhăn nhó gật đầu. Thực ra giúp đỡ là vì nhà tôi có ơn với nhà hắn từ ngày xưa cơ. Nhưng hiện tại chắc hắn muốn nhân cơ hội này để cầu hôn tôi thật đấy. Hắn thích tôi. Bà không thích hắn à? Già lắm không? Bụng phệ, mắt hí, hay là loại cha nam thay bồ như thay áo? Lê Hương lấy bỏng ngô ăn, chép miệng nhún vai. Già, bụng phệ mắt hí mà trung tình còn đỡ. Tên này thuộc loại không đỡ nổi. Đẹp trai lồng lộng, cao lớn, trắng trẻo, hào hoa phong nhã, lịch sự biết điều.
nhưng mà có Bạch Nguyệt Quang trong lòng. Đệt, Huỳnh Tôn văng tục. Dẹp dẹp dẹp, thứ hãm cạch như vậy thì dẹp ngay. Nay nó mơ mộng, mai nó chạy theo hầu đít con kia, dù có lấy về bà cũng cổ hết đường thôi. Kể cả thằng đó và con Bạch Nguyệt Quang hoàn toàn trong sáng, không ngủ với nhau, thì bà cũng bị dằn vặt đến chết. Dẹp ngay. Lê Hương sừng sốt tròn mắt nhìn Huỳnh Tôn. Sao ông biết? Huỳnh Tôn cười khẩy, chỉ chỉ vào mặt cô. Bổn đại thiếu gia đây lăn lộn trong đống bùn từ bé, đâu giống như thứ ngây thơ trong sáng nhà ngươi. Tôi nói cho bà biết, năm lớp 12 mà tôi không xin cô chủ nhiệm cho ngồi cùng với bà, kẹp bà, chơi cùng với bà, thì không biết chuyện gì xảy ra đâu. Cái đồ ngây ngốc, chẳng bao giờ đề phòng bọn con trai xấu bụng, cứ nghĩ ai cũng tốt đẹp, lịch sự như mình. Lê Hương nuốt một miếng bằng ngô xuống, tí nghẹn. Huỳnh Tôn mở coca đưa cho cô, nói tiếp. Còn cái thằng trả nợ giúp bà kia ấy, cứ khéo léo từ chối nó đi. Nếu nó vì bà từ chối mà đòi lại tiền là lộ tâm địa xấu xa, bố mẹ bà sẽ biết ngay, không để bà vào chảo lửa đâu. Còn nếu nó không đòi lại tiền, kiên trì theo đuổi, thì cứ nói với tôi, tôi bày cho cách cắt đứt đuôi nòng nọc. Bà xinh đẹp như thế này, nó còn chẳng yêu thật lòng. Yêu cái con bạch khỉ gió kia thì sau khi cưới rồi, chúng nó ngược bà lên bờ xuống ruộng. Lê Hương gật đầu. Đúng rồi, bọn họ đã ngược cô lên bờ xuống ruộng, ngược đến nỗi sảy thai, như âm hồn bất tán, tiếp tục chạy theo đẩy cô ngã chết mới thôi. Nếu Lê Hương còn sống, chắc thương tích đầy mình, chắc vẫn bị tiếp tục cuốn vào đống nghiệt duyên đó. May mà có Trọng Sinh, may mà mọi chuyện còn cứu vãn được. Giờ tôi phải làm gì đây? Lê Hương nhìn Huỳnh Tôn cầu cứu. Hắn ta lịch sự lắm, đối xử với tôi và cả nhà tôi rất tốt, bố mẹ tôi ưng lắm rồi ấy. Tôi cũng thích hắn cho đến khi phát hiện ra hắn có Bạch Nguyệt Quang. Cô nói dối một chút không chớp. Huỳnh Tôn ngừng đạp, để thuyền vịt tự trôi giữa hồ, hút thuốc phì phèo, từ tốn hướng dẫn. Cứ bình tĩnh đã, đừng dãy ra ngay, không được đâu. Khi đàn ông tán tỉnh, những đứa con gái dễ tán, dễ dàng đạt được, thì sẽ khiến bọn họ cảm thấy thành tựu, kiêu ngạo, nhưng mà cũng nhanh chán, không biết trân trọng. Ngược lại những đứa khó tán lại khiến cho họ lao đầu theo, kiên quyết theo đuổi cho bằng được, để chứng minh bản thân mình. Nếu như bà vùng vằng dãy ra, kiểu gì thằng cha kia cũng lao đầu vào, quyết tán cho bằng được. Nó mà khéo léo ép bố mẹ bà thì bà chết. Lê Hương gật đầu như gà mổ thóc, vừa nhai bỏng ngô vừa nghe. Bà phải biết nó thích loại con gái nào, làm ngược lại hình tượng đó cho tôi. Nếu như nó thích cái loại ngọt ngào nền nã tươi sáng, rạng rỡ như bà, thì bà phải lạnh lùng, kiêu kỳ, ngổ ngáo lên, ngược với hình tượng bây giờ của bà ấy. Lê Hương cảm thấy gọi điện cho Huỳnh Tôn là quyết định đúng đắn nhất trên đời. Cô chớp chớp mắt nhớ lại, hắn ta thích con gái mặc váy, có vẻ cũng thích tôi, nên chắc hình tượng của tôi hợp ý hắn đấy. Hình tượng hiện tại của cô mới là thứ mà Mạc Tuân thích. Kiếp trước khi Lê Hương trở nên u sầu chán nản hay cằn nhằn, hắn thường lạnh lùng và mất kiên nhẫn, quát mắng cô. Mà tất cả những lần Mạc Tuân mắng hay làm tổn thương cô đều liên quan đến Dương Huế, nghĩ lại là thấy tức giận và nặng nề. Vậy thì bà đừng có mặc váy nữa, chuyển sang mặc quần áo năng động đi, ngủ ngáo cũng được. Tôi thấy bà mặc như thế này đẹp mà, lại còn an toàn hơn mặc mấy bộ váy là lượt kia, trông sợ chết khiếp, toàn bị bọn đàn ông nhìn vào. Lê Hương phì cười. Ông giữ con gái mới lớn đi à? Huỳnh Tôn gật gù. Em gái tôi cũng giống như bà ấy, nhưng mà nó có vệ sĩ đi kèm, lại học võ nữa, không đáng lo bằng bà. Nhìn mà... Lê Hương cười không dứt miệng, khoan khoái ngắm cảnh, thực sự nhẹ nhõm. Vậy để tôi thay đổi dần xem thế nào. Thực ra hôm nay tôi có hẹn với hắn đấy, 6:30 hắn sẽ đến đón tôi đi ăn tối, nhưng mà tôi không muốn đi. Đừng có đi. Huỳnh Tôn hút thuốc xong, bò đầu lọc vào cái thùng rác nhỏ dưới gầm ghế với bỏng ngô ăn cùng. Cứ đi với tôi, về muộn, cho hắn leo cây. Lê Hương gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Ừ, lát ông đưa tôi đi mua hồ sơ nhé, tôi muốn đổi chỗ làm. Được, bà muốn đi đâu tôi đưa bà đi đó.
Lê Hương muốn làm công việc mà kiếp trước cô không thể làm, nộp hồ sơ vào D4 làm kế toán. Nếu họ muốn cô làm người mẫu sản phẩm, cô cũng có thể làm được, muốn thử được làm. Thực ra Lê Hương không cần phải làm việc cho D4, có thể chọn một công ty khác để xin việc, tránh xa Mạc Tuân và Dương Huế ra. Nhưng cô không muốn, cô sẽ khiến Mạc Tuân phải khó chịu vì không đạt được thứ mà hắn muốn. Dương Huế phải trả giá vì đã hại chết đứa con tội nghiệp mới thành hình của cô, rồi tiếp tục đẩy cô ngã chết. Dương Huế yêu Dực Minh, nếu Lê Hương có thể bám lấy đùi vàng của Dực Minh, làm cho Dương Huế tức điên lên thì thật sảng khoái. Cô sẽ tìm cách cùng Dực Minh đóng cái vai bạn bè trong sáng mà Dương Huế diễn với Mạc Tuân trước kia, cho Dương Huế biết thế nào là gậy ông đập lưng ông. Cả Mạc Tuân cũng vậy. Lê Hương và Huỳnh Tôn đạp vịt chán thì đi chơi ném lon. Huỳnh Tôn ném rất giỏi, thắng được 2 con gấu bông nhỏ cho Lê Hương. Sau đó họ vào quán kem, gọi kem dừa khổng lồ ăn chung, chụp ảnh tự sướng cùng nhau, làm mặt xấu, cười như nắc nẻ. Lê Hương vui vẻ thực sự cho đến 6 rưỡi tối, Mạc Tuân gọi điện. Cô nhìn màn hình điện thoại, nhăn mặt. Huỳnh Tôn cười nhạt. Để tôi nghe cho. Thôi, bố mẹ tôi mà biết chuyện, chắc tôi bị tra tấn đã lỗ tai. Yên lặng nhá. Lê Hương ấn nghe, đổi giọng ngọt ngào thường ngày. Alo, anh đến rồi ạ. Anh đến rồi. Đang ngồi với bố mẹ em. Em sắp về chưa? Giọng Mạc Tuân trầm ấm, vẫn pha ý cười nhàn nhạt. Lê Hương ra vờ áy náy. Làm sao bây giờ? Em ra ngoài gặp bạn cũ, mải buôn chuyện quá nên giờ vẫn chưa về. Xin lỗi anh, chắc em không về kịp để đi cùng với anh rồi. Anh ăn cơm cùng bố mẹ em được không? Em xin lỗi. Anh nói khéo với bố mẹ em một tiếng, không họ mắng em chết. Huỳnh Tôn nhướng mày, gật gù, giơ ngón cái ra với Lê Hương. Cô nhích mép cười. Mạc Tuân im lặng 2 giây rồi hỏi. Bạn nào vậy? Rõ ràng hắn không hài lòng. Lê Hương sống cùng Mạc Tuân 2 năm, nghe ra ngay. Cô vừa cười vừa nói. Là bạn cấp 3 à? Hồi đó em thân với cậu ấy lắm, lên đại học cũng thân, nhưng đột nhiên mất liên lạc, giờ vô tình gặp lại, nói hoài không hết chuyện. Con trai à? Em đang ở đâu? Mạc Tuân hơi cao giọng một chút, có vẻ bực bội. Lê Hương thích thú cười. Em đang đi ăn kem, sau đó sẽ đi xem phim. Anh và bố mẹ cứ ăn cơm đi nhá, đừng chờ cũng đừng đề phần em. Xin lỗi anh, lần sau em sẽ mời anh ăn cơm để tạ lỗi à? Đi thôi. Bố gọi à? Huỳnh Tôn trồm về phía Lê Hương, nói cho tiếng của mình lọt vào điện thoại. Lê Hương tí nữa thì phá lên cười. Em cúp máy đi ạ. Cô giơ xa điện thoại ra. Không phải bố, là bạn của bố. Nói xong cô mới ấn tắt. Huỳnh Tôn đưa tay lên, Lê Hương đập tay ăn mừng với y. Trời ơi, quá đã. Chắc hẳn tức lắm ấy. Tức nhưng vẫn phải giả vờ như không có chuyện gì, bởi vì mới quen mà. Tôi cũng chưa nhận lời yêu, chưa nói rằng mình thích hắn. Huỳnh Tôn gật gù. Bà nhắn tin cho mẹ đi, như vậy về mới không bị mắng. Được. Lê Hương nhắn tin cho mẹ, nhờ mẹ tiếp Mạc Tuân hộ, hứa rằng lần sau sẽ tạ lỗi. Mẹ cô chỉ dặn về sớm, không phàn nàn gì. Hai người dẫn nhau đi ăn thịt nướng ở chợ đêm rồi đi chơi bia. Huỳnh Tôn chơi bia rất giỏi, Lê Hương thì tập tành chơi, được y hướng dẫn cho cười tít cả mắt. Toàn những trải nghiệm mới mẻ mà trước kia cô chưa từng được thử qua. 9 rưỡi Huỳnh Tôn mới chở Lê Hương về, thả trước cửa nhà. Lê Hương xuống xe, tháo mũ bảo hiểm trở lại, nhận túi sách đựng gấu bông và hồ sơ. Huỳnh Tôn đặt kính lên, mỉm cười. Chơi vui không? Vui lắm, cảm ơn ông nha. Nhớ số của tôi nhé, đừng có quên nữa. Lần này sẽ không quên đâu. Thêm cả nick tin lơ rồi, mất điện thoại vẫn liên lạc được mà. Vào nhà đi. Lê Hương vẫy chào, vui vẻ đi vào nhà. Huỳnh Tôn cất mũ bảo hiểm nhỏ vào hộp sau yên xe, rồ ga phóng đi. Trong góc đường tối, một chiếc xe Hornet đen bóng đang lặng lẽ nằm đó. Mạc Tuân ngồi trong xe, nhìn về phía cổng nhà Lê Hương, nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện. Hai tay hắn siết chặt, lông mày nhíu lại, mắt tóe lửa. Hắn lục hộp để đồ, lấy ra một bao thuốc, móc một điếu muốn châm lửa hút, nhưng bật mãi không lên. Hắn thở hổn hển lắc mạnh như muốn ném luôn bật lửa đi. Cuối cùng cũng bật được, châm thuốc hút, hạ kính trong xe xuống, ngồi ngả người ra lưng ghế.
Khuôn mặt bình thường lạnh lùng trầm tĩnh hiện tại nhăn lại khó chịu, mắt quắc lên. Mạc Tuân hút hết điếu thuốc, ổn định lại hơi thở, quăng đầu lọc ra ngoài, lấy điện thoại ra gọi. Alo. Điều tra cho tôi chủ xe mô tô phân khối, biển số HN35A7. Càng nhanh càng tốt. Bởi vì sự khéo léo bất ngờ mà Lê Hương không bị bố mẹ cằn nhằn. Bố chỉ nói lần sau nếu đi chơi thì phải gọi trước, để Mạc Tuân khỏi đến trở mất công. Còn mẹ cô hỏi về Huỳnh Tôn, Lê Hương nói sơ sơ chuyện Huỳnh Tôn tốt với mình như thế nào, chứ không nói về hoàn cảnh gia đình rối loạn của y. Bố mẹ có vẻ hài lòng. Lê Hương lên phòng thay quần áo, lôi hồ sơ ra làm, tìm kiếm thông tin của Defor trên mạng, xem họ có tuyển người không. Nhưng rất tiếc, đợt tuyển dụng vừa qua, lần tiếp theo còn chưa biết khi nào. Lê Hương thở dài thườn thượt, đi đắp mặt nạ rồi lấy sách ra đọc. Vừa ngồi xuống sofa, điện thoại của cô đã kêu lên tinh tinh báo có tin nhắn. Lê Hương mở ra xem. Mạc Tuân nhắn: em về nhà chưa? Đi chơi có vui không? Lê Hương nhíu mày khó chịu. Kiếp trước khi tán tỉnh cô, Mạc Tuân không hay nhắn tin gọi điện. Đó là thói quen của hắn. Hắn chỉ siêng nhắn và gọi cho Dương Huế thôi. Với những người khác, chỉ khi cần lắm hắn mới liên lạc. Sao kiếp này hắn nhắn nhiều thế nhỉ? Lê Hương gõ gõ trán, nhớ lại ký ức của kiếp này, cảm thấy khác thật. Kiếp này hắn rất siêng năng nhắn tin, gọi điện, khiến cô siêu lòng nhanh hơn. May mà trọng sinh đúng lúc này, vẫn còn kịp. Lê Hương nhắn lại: em về rồi à? Đi chơi vui lắm, nói rất nhiều chuyện. Anh đang ở đâu vậy? Mạc Tuân ghét nhất là có người hỏi hắn đang ở đâu. Hắn có thể hỏi Lê Hương quản lý cô, nhưng khi cô hỏi lại, hắn sẽ tỏ ra không thích. Bởi vì những lúc đó có thể hắn đang ở cùng với Dương Huế, không muốn trả lời. Giờ Lê Hương cứ những điều hắn không thích mà làm, cho Mạc Tuân khó chịu chơi. Anh về nhà rồi, đang xem tài liệu. Lê Hương xem xong quẳng điện thoại sang một bên, chẳng nhắn gì nữa, kệ hắn. Cô chả có chuyện gì để nói với hắn. Lê Hương tiếp tục đi làm ở công ty cũ, tận hưởng cuộc sống độc thân tự do tự tại. Cô đi uống cà phê với đồng nghiệp bên ngoài nhiều hơn trước, thay vì chúi đầu vào điện thoại chờ tin nhắn của Mạc Tuân như kiếp trước. Hắn nhắn tin, nửa ngày cô mới xem. Trả lời một tin rồi, nửa ngày mới lại nhìn đến tin tiếp theo. Hắn gọi điện, cô đều đang ở bên ngoài, lúc thì đi cùng với đồng nghiệp, khi lại đi với Huỳnh Tôn. Hắn hẹn đi ăn, Lê Hương giả bài: em cũng muốn đi lắm, nhưng có việc. Cô có cả tá việc đã lên sẵn để từ chối Mạc Tuân. Cho nên tận 2 tuần sau khi trọng sinh, Lê Hương mới trực tiếp gặp mặt hắn, bởi vì Mạc Tuân đến nhà cô ăn tối. Trốn tránh mãi thì cuối cùng vẫn phải giáp mặt. Lê Hương hít sâu một hơi, soi gương nhìn bộ đồ đen bóng bó sát mà mình đang mặc. Mái tóc búi củ hành cao cao, mỉm cười hài lòng rồi xuống nhà. Mạc Tuân không thích cô búi tóc cao, luôn nhắc Lê Hương ra ngoài thì buông tóc xuống. Cô cũng chẳng hiểu tại sao, giờ thì không cần hiểu. Mạc Tuân đang ngồi ở phòng khách nói chuyện với ông Lê Khoan. Lê Hương đi xuống cầu thang, Mạc Tuân ngước nhìn lên. Mới mấy tuần không gặp mà đã cách một đời người. Tim Lê Hương nhói lên từng hồi, ngực nghẹn một cục khi nhìn thấy người đàn ông đẹp trai đang ngồi trên sofa nhà cô. Mạc Tuân có khuôn mặt nam tính hoàn hảo, mũi cao, mắt hai mí sâu, lông mày lá liễu đậm, môi đỏ, da trắng, thân hình cao lớn, cân đối, không thể chê vào đâu được. Lê Hương đã từng cảm thấy may mắn khi được hắn để mắt tới. Đã từng. Ánh mắt Mạc Tuân nhìn cô giống hệt kiếp trước khi họ mới quen nhau, dịu dàng, đong đầy ý cười vui sướng, ngập tràn tình ý đến nỗi ai nhìn vào cũng biết hắn thích cô. Lê Hương mỉm cười, cố gắng làm ra vẻ bình thường, mặc dù trong lòng khó chịu vô cùng. Kiếp trước người đàn ông này đã trực tiếp, gián tiếp, vô tình, cố ý làm cô tổn thương hết lần này đến lần khác. Cô không muốn gặp lại hắn, nhưng vì kế hoạch trả thù của mình, Lê Hương buộc phải đóng vai một cô gái ngọt ngào, tươi sáng đúng với tuổi 22. Anh đến rồi ạ? Ừ. Đôi mắt Mạc Tuân hơi tối lại, nụ cười trên môi thoáng héo đi một chút. Hắn ta rất nhạy cảm, sự bất thiện của Lê Hương hình như đã lộ ra ngoài, vì cô không thể cười tươi như thường được. Lê Hương nhìn giỏ hoa quả và chai rượu vang trên bàn, muốn hử lạnh nên phải cụp mắt xuống để che giấu. Anh cách sáo quá, lần nào cũng mua quà đến. Em vào bếp giúp mẹ một chút nhé.
Mạc Tuân gật đầu, ánh mắt chao đảo, thoáng sợ hãi rồi giấu đi ngay. Lê Hương đang cụp mắt nên không nhìn thấy, vui vẻ đi vào bếp. Tay Mạc Tuân khẽ run lên, siết chặt, quay lại tiếp tục nghe ông Lê Khoan nói chuyện. Lê Hương vào bếp, thấy mẹ làm rất nhiều món thì bê ra bàn ăn, lẩm bẩm. Mẹ, làm nhiều thế này ăn sao hết được ạ? Mạc Tuân có ơn với nhà mình, cho vay tiền không lấy lãi, lại còn giúp đỡ bố con tìm việc mới. Ông ấy nhiều tuổi rồi, nửa đời làm sếp, giờ khó tìm việc, nhìn lên không tới, nhìn xuống không ưa. Có đối xử tốt với Mạc Tuân một chút. Đây là đang nhắc khéo cô đấy à? Lê Hương cười hì hì cầu tài, đóng vai thiếu nữ vô tư không hiểu chuyện. Con thì lúc nào mà chẳng tốt với Mạc Tuân, anh ấy cứ như anh hai của con vậy đó. Lê Hương cố ý nói rất to và rõ ràng. Mạc Tuân ngồi bên ngoài chắc chắn nghe thấy. Bà Nguyễn Oanh ngạc nhiên quay lại nhìn cô. Lê Hương làm ra vẻ vô tư hỏi, Huy Nam không về à mẹ? Con tưởng mỗi tháng trường nội trú cho ra ngoài một lần. Không, sang tháng em còn mới về. Giờ khối 12 đang chạy nước rút ôn thi đại học, nó muốn tranh thủ thời gian để học. Huy Nam học rất giỏi, sẽ sớm đậu đại học danh giá nhất thành phố Hoàng Đô thôi. Kiếp trước em trai cô đã đậu vào thủ khoa kỹ thuật của Đại học Thiên An. Kiếp này nếu không có gì thay đổi, chắc Huy Nam vẫn chọn ngành kỹ thuật. Lê Hương dọn bàn xong, ra mời bố và Mạc Tuân vào. Bố, Mạc Tuân, cơm xong rồi ạ? Nụ cười của cô có phần lạnh lùng và xa cách, đến nỗi bố cô cũng nhận ra. Ông nhớn mày nhìn Mạc Tuân, hắn quay lại liếc qua Lê Hương rồi cụp mắt xuống như người có lỗi, cười gượng. Vào thôi. Ông Lê Khoan khách sáo mời, Mạc Tuân đứng dậy đi theo, bộ dạng không tự nhiên. Lê Hương nghĩ Mạc Tuân đã nhận ra sự bài xích kín đáo của cô, hài lòng cầu khẩn hắn biết điều một chút mà rút lui đi cho rồi. Bữa cơm khá vui vẻ, Mạc Tuân hỏi chuyện bà Nguyễn Oanh. Bà nói toàn chuyện lông gà vò tỏi của các nhà xung quanh. Ông Lê Khoan và Mạc Tuân cũng góp vào cho vui, không hề đề cập gì đến chuyện công ty hay nợ nần. Kiếp trước cũng như vậy, mặc dù Lê Hương biết nhà mình nợ, nhưng không được nói cho chi tiết. Trong bữa cơm mọi người cũng không đề cập tới. Thời gian sau này khi cô lấy Mạc Tuân, bố cô nghỉ làm ở nhà. Lê Hương nghĩ Mạc Tuân chu cấp tiền cho cả nhà cô, nuôi em trai cô học đại học, nên bố mẹ mới binh vực hắn bất chấp, luôn miệng khuyên cô nhẫn nhịn. Nhịn đến lúc không thể nhịn được nữa thì mang con gái về nhà. Lê Hương không nói, chỉ nghe hùa vào giam ba câu. Đột nhiên bà Nguyễn Oanh hỏi, Mạc Tuân, bố mẹ cháu gần đây thế nào? Cháu bận lắm hả? Lê Hương ngạc nhiên nhìn lên, bố mẹ Mạc Tuân chết rồi cơ mà. Mạc Tuân nhìn thoáng qua cô rồi rời mắt đi ngay, nhẹ nhàng nói với bà Nguyễn Oanh, bố mẹ cháu vẫn khỏe ạ? Công ty của bố cháu mở máy sản xuất thép ở Cộng hòa Nhân dân Khổng Hà, nên họ sang đó nửa tháng nay rồi. Vậy sao? Cô không biết chuyện này? Mạc Tuân có nói cho tôi biết, nhưng tôi quên chưa kể. Ông Lê Khoan cười với hắn, công ty xây dựng của cháu làm ăn tốt như vậy, có định mở rộng thêm không? Hiện tại cháu vẫn chưa có kế hoạch cả. Cháu muốn có nền móng vững chắc rồi lấn sang các lĩnh vực khác, giờ đang nghiên cứu thêm. Bố mẹ cháu không thể can thiệp vào công ty riêng, nên cháu toàn quyền quyết định. Lê Hương sững sờ cả người. Kiếp trước bố mẹ Mạc Tuân đã sớm qua đời, khi hắn tìm đến nhà cô chủ động giúp đỡ báo ơn thì cả nhà chỉ có mình hắn. Sao kiếp này bố mẹ Mạc Tuân vẫn còn sống vậy? Lê Hương nghĩ đến ngơ ngẩn người ra. Bà Nguyễn Oanh gọi mấy lần cô mới nghe thấy, Hương à, điện thoại của con kìa. Lê Hương giật mình nhìn sang. Dạ. À, điện thoại của con. Cô sờ túi, thấy điện thoại đang rung ù ù thì vội lấy ra. Là Huỳnh Tôn gọi. Lê Hương mỉm cười, vội vã đứng lên. Con ăn xong rồi à? Mọi người dùng thông thả nhá, con đi ra ngoài nghe điện thoại một chút, lát sẽ vào dọn à? Nói xong cô chạy vui vẻ rảo bước ra khỏi bếp, ấn nghe và không nhìn mặt Mạc Tuân. Alo, ăn cơm chưa? Bà Nguyễn Oanh nhìn khuôn mặt cứng lại của Mạc Tuân, nói đỡ cho Lê Hương. Ây, cái con bé này cứ như trẻ con vậy. Mạc Tuân, cháu thông cảm nhé. Dạ không có gì ạ. Cháu thấy Lê Hương rất ngay thẳng, đáng yêu.
Nhưng ánh mắt hắn đuổi theo bóng lưng cô thì không hề thể hiện rằng hắn thoải mái như lời nói. Lê Hương không quan tâm vì còn phải nghe Huỳnh Tôn kêu ca. Làm gì đã được ăn cơm? Hôm nay tôi làm ca 3 giờ chiều đến 9 giờ đêm đây. Đồng khách mày sắp chết rồi. Vừa được nghỉ tay một lát thì thấy tin nhắn của bà, vội vàng gọi đấy. Sao rồi? Lê Hương ra khỏi nhà, đóng cửa lại, đi ra vườn mới nói. Đang ăn tối, ông gọi, tôi lấy cớ ra ngoài nghe, chứ ngồi trong đó thì biết đến bao giờ. Từ chối 2 tuần rồi nên hắn mò đến nhà chứ gì. Ừ, đến nhà, mang rượu đắt tiền theo, nịnh bố mẹ tôi cười đến vui vẻ. Chẳng hiểu hắn đã trả hộ nhà tôi bao nhiêu tiền nữa. Tình hình khá là bi đát đấy. Tôi muốn xin vào đi for làm mà họ không tuyển nữa. Lê Hương thở dài. Huỳnh Tôn hà một tiếng rất to rồi hỏi. Công ty lớn mà bà nói là đi for ấy à? Sao không bảo sớm? Tôi chưa nhắc tên bao giờ sao? Chưa hề. Đi for đang tuyển người mẫu sản phẩm đó. Họ dán thông báo ngay gần quán tôi làm. Bà nhìn ở đâu mà thấy họ không tuyển nữa? Thật không? Lê Hương reo lên. Tôi xem trên trang tuyển dụng của họ, thế không tuyển kế toán nữa rồi. Họ không đăng tin tuyển người mẫu sản phẩm trên đó. Lát tôi chạy ùa ra ngoài chụp ảnh cho bà xem. Hình như hạn nhận hồ sơ tới tận tháng 8 cơ mà. Vậy chụp cho tôi nha. Cảm ơn nhiều. Mai tôi mời ông đi ăn. Thôi để ông khác. Mai tôi muốn ngủ nướng. Sau đó còn phải về nhà ông ngoại một chuyến nữa. Ông bảo có món đồ chơi muốn cho tôi. Lê Hương cười theo Huỳnh Tôn. Bao nhiêu tuổi rồi còn thích đồ chơi. Ông ngoại không thèm nhìn mặt mẹ tôi vì mẹ bỏ nhà chạy theo bố, còn không thèm cho về nhà thăm cơ mà. Từ khi tôi bỏ nhà ra đi, thỉnh thoảng ông mới gọi về cho cái này cái khác. Mô tô kia là ông cho tôi tiền mua, chứ tôi làm gì có nhiều tiền như vậy. Còn phải tích góp để mua nhà đây này. Lê Hương ngồi ở bàn trà ngoài vườn nấu cháo điện thoại với Huỳnh Tôn nửa tiếng, gọi điện thoại cho Đồng Quyên buôn tiếp nửa tiếng nữa mới chịu vào nhà. Cả nhà đã ăn xong, mẹ cô đang ngồi ở phòng khách gọt hoa quả, bố thì pha trà. Lê Hương lon ton chạy vào, cười rạng rỡ. Cả nhà ăn xong rồi ạ, để con dọn bát. Ông Lê Khoan chỉ xuống ghế, khẽ nạt. Ngồi đi, để đó lát nữa dọn. Lâu lâu Mạc Tuân mới đến nhà ăn cơm một bữa, mà con nói chuyện lâu thế. Bạn nào đấy? Là Huỳnh Tôn mà bố. Mọi người nói chuyện công việc, con cũng có hiểu gì đâu. Bố và anh cứ thoải mái bàn bạc đi ạ. Còn ngồi đây hai người sẽ không được tự nhiên. Nói xong, Lê Hương vung tăng đi vào bếp. Đôi mắt Mạc Tuân tối lại. Hắn đã nhận ra cô tránh không muốn nói chuyện với hắn. Nhận ra hơi muộn đấy. Lê Hương vào bếp rửa bát, khẽ khẽ hát, cảm thấy khoan khoái vì làm Mạc Tuân khó chịu. Hắn sẽ phải sớm bỏ cuộc thôi. Lê Hương rửa bát xong ra ngoài đúng lúc Mạc Tuân đứng lên chào về. Cô đi ra tiễn hắn như mọi lần, tự giác không cần bố mẹ nhắc, bởi vì nếu cô không làm thế thì họ sẽ nghi ngờ. Mạc Tuân ra ô tô, đứng đối diện với Lê Hương, nhìn sâu vào mắt cô và hỏi. Ngày mai em có rảnh không? Ngày mai em có hẹn đi chơi với bạn rồi ạ. Lê Hương nhanh nhào trả lời. Lông mày Mạc Tuân nhíu lại, ánh mắt tăm tối lạ lùng. Là có bạn Huỳnh Tôn khi nãy gọi điện à? Dạ không, là Đồng Quyên. Nó rủ em đi mua sắm rồi về nhà nó chơi. Mạc Tuân khẽ gật gù, cụp mắt xuống. Cũng lâu rồi chúng ta không đi ăn riêng với nhau. Em có thể sắp xếp thời gian không? Chẳng lẽ đi với anh một lát buổi tối lại khó khăn như vậy? Lê Hương cảm thấy kinh ngạc nhưng không dám tỏ ra ngoài mặt. Mạc Tuân mà lại thốt ra mấy câu này sao? Một Mạc Tuân kiêu ngạo, lạnh lùng độc đoán, chỉ quen ra lệnh cho người khác đang xuống nước, hạ giọng để kề kèo một cuộc hẹn ăn tối. Lê Hương được mở mang tầm mắt, cô giả vờ tỏ ra ngại ngùng. Được, được chứ ạ. Em có số điện thoại của anh mà, khi nào rảnh thì em sẽ gọi cho anh. Mạc Tuân nhìn lên, khẽ nhướng mày, trong ánh mắt có cái gì đó rất khó hiểu. Thật chứ? Thật ạ. Lê Hương gật đầu chắc nịch. Còn lâu mới thật. Cứ đi với Dương Huế xinh đẹp, bạch nguyệt quang trong lòng anh đi. Đừng có chờ, bởi vì tôi sẽ không gọi đâu. Lê Hương lùi lại 2 bước, vẫy tay với Mạc Tuân. Anh về cẩn thận nha, tạm biệt. Mạc Tuân nhìn theo, hình như lưu luyến chưa muốn về, còn muốn nói dăm ba câu nữa, nhưng Lê Hương chẳng quan tâm, cười vui vẻ, quay lưng đi vào nhà, đóng cửa lại.
Hắn cứ đứng trơ ra đó nhìn, hồi lâu mới cụp mặt, uể oải mở cửa xe, chui vào, lái khỏi nhỏ Lê. Cô lên phòng, vui vẻ xoay hai vòng, giả vờ mình đang khiêu vũ với một chàng trai hoàn hảo nào đó, rồi ngã nhào xuống giường. Thời gian đầu Mạc Tuân tán tỉnh Lê Hương, chắc chắn hắn cũng có tình cảm với cô, dù không yêu nhưng thích thì có. Cô từ chối hắn sẽ khiến hắn phải buồn bã, chán nản, đáng đời. Nhanh chóng mà quay lại với Dung Huế của anh đi. Anh yêu cô ta cơ mà. Cả đời này anh cũng không yêu ai hơn Dung Huế được đâu. Tôi chỉ là hình nhân thế mạng, người vợ hợp pháp để anh che giấu tình yêu vô vọng của mình. Kiếp này tôi không chen vào giữa anh người nữa. Dung Huế sẽ có cả anh lẫn Dực Minh, để xem cô ta hạnh phúc đến cỡ nào. Lê Hương khúc khích cười một mình, mở nhạc nhẹ, lấy sách ra đọc. Default tuyển người mẫu sản phẩm, cô sẽ nộp hồ sơ ứng tuyển thử xem thế nào, biết đâu lại được nhận như kiếp trước. Cần phải gây dựng sự nghiệp vững vàng thì con đường trả thù Dương Huế và Mạc Tuân mới có chút ánh sáng. Nếu không, cô làm thế nào mà chọc được vào giám đốc xây dựng Mạc Thị và Dương Tiểu Thư của tập đoàn Dương Thị. Đùi vàng của Dực Minh ơi, tôi sắp tới rồi đây. Mạc Tuân không lái xe về nhà mà lái đến trước quán gà cay, đậu xe ngay gần cửa. Hạ kính hông xuống, lấy chai rượu whisky nâu đỏ để sẵn ở ghế lái phụ, mở ra uống. Hắn nhìn vào quán gà cay, xem đồng hồ, chờ đợi. 9:10, Huỳnh Tôn tan ca, thay quần áo, chào mọi người rồi ra khỏi quán. Y vươn vai, làm mấy động tác khởi động cho đỡ mỏi, rồi rút thuốc lá ra trong một điếu. Công việc của Huỳnh Tôn ở quán rất đơn giản, chỉ cần tẩm ướp gà, rán sơ lên, rồi đổ nước sốt cay đã làm sẵn vào diêm chín là được. Khi khách thưa, y vừa làm vừa chơi nhàn hạ. Nhưng lúc khách đông, nhiều người đặt mang về thì xoay như trong chóng. Mà ca chiều tối thường rất đông khách, không như ca buổi sáng. Mỗi lần phải làm tối, Huỳnh Tôn đều mỏi nhừ hết cả vai. Nhìn thấy một chiếc xe Hollywood bóng lộn đang đậu trước cửa quán. Người đàn ông mặc sơ mi, quần đen, đi giày đen bóng đứng bên cạnh xe, miệng ngậm thuốc lá, đang cúi xuống nhặt chiếc bật lửa vừa làm rơi. Thế nhưng hắn khua mãi mà không nhặt được, mặc dù bật lửa rơi ngay dưới chân. Huỳnh Tôn nhíu mày bước tới, cúi xuống nhặt hộ. Mùi rượu xông lên nồng nặc, khiến Huỳnh Tôn hiểu ra, ngừng lên bật lửa, châm thuốc cho người đàn ông này. Y nhích mép cười. Anh uống nhiều rồi phải không? Mạc Tuân ghé điếu thuốc vào châm, hít một hơi, thở khói ra. Cảm ơn cậu. Cậu làm ở quán này sao? Tôi cũng hay mua gà, nhưng chưa bao giờ thấy cậu. Huỳnh Tôn đưa lại bật lửa cho Mạc Tuân. Ồ, anh là khách quen à? Tôi làm trong bếp, không phải bồi bàn hay thu ngân, nên anh chưa nhìn thấy cũng phải thôi. Huỳnh Tôn nghĩ Mạc Tuân hay đến quán nên nhớ hết mặt nhân viên, tâm tình thả lỏng hơn nhiều. Mạc Tuân gật gù. Dạ vậy. Hơi thở của hắn nồng nặc mùi rượu. Huỳnh Tôn nhìn vào chiếc xe không người, thắc mắc. Anh uống nhiều rượu như vậy lái xe có sao không? Mạc Tuân cười nhẹ. Tôi đang định gọi lái xe thuê nhưng không có số. Mắt tôi hoa lên rồi, rượu nặng quá, ngấm từ từ. Huỳnh Tôn bật cười. Vậy để tôi lái cho. Dạo trước tôi cũng lái xe thuê một thời gian, nhưng gần đây lái xe thuê nhiều lắm, cạnh tranh không lại, tôi không chạy nữa. Mạc Tuân nhướng mày ngạc nhiên, đồng ý luôn. Vậy sao? Tốt rồi, nhà tôi ở trong nội thành, chạy chỉ 15 phút thôi. Cậu lái đi. Huỳnh Tôn không nghi ngờ gì, mở cửa xe. Mạc Tuân không ngồi ghế sau mà ngồi ngay ở ghế phụ lái, đọc địa chỉ cho Huỳnh Tôn. Khu đó Huỳnh Tôn biết, nhàn nhã lái đi. Mạc Tuân lấy điện thoại ra. Đọc cho tôi số của cậu đi, khi nào đi uống rượu tôi sẽ gọi. Tôi chẳng có số của lái xe thuê nào cả. Huỳnh Tôn vui vẻ đọc số rồi hỏi. Trông anh thành đạt như vậy mà trước đây không thường đi uống rượu sao? Nếu chủ uống thì tôi sẽ đi taxi, mang tài xế theo. Nhưng hôm nay tình huống hơi đặc biệt. Mạc Tuân nháy máy sang cho Huỳnh Tôn, nhìn y và nói. Tôi tên là Mạc Tuân, cậu lưu số vào nhé. Được. Huỳnh Tôn gật đầu, vẫn nhìn thẳng về phía trước, tiêu sái, hơi tùy tiện, trông rất có phong độ. Mắt Mạc Tuân tối đi, lông mày hơi nhíu lại. Huỳnh Tôn không biết tên người đang theo đuổi Lê Hương, vì cô chỉ dùng hắn, chưa bao giờ nói ra tên, nên y cứ vô tư lái xe đến biệt thự nhà Mạc Tuân.
không hề nghi ngờ hay đề phòng gì cả. Biệt thự sáng đèn, cổng đang mở rộng. Huỳnh Tôn lái xe thẳng vào sân. Mạc Tuân rút ví ra đưa cho y 500.000. Cảm ơn cậu, may mà gặp được cậu, nếu không chắc tôi bỏ xe bắt taxi về mất. Huỳnh Tôn hơi bất ngờ lắc đầu. Chỉ lái xe chưa đến 15 phút thôi mà, anh trả nhiều vậy? À, tôi không biết giá. Mạc Tuân khẽ nhích mép. Anh trả tôi 200 được rồi, đừng hào phóng quá, dễ bị lừa đấy. Mạc Tuân cụp mắt nhét lại tiền vào ví, móc 200 ra. Huỳnh Tôn vui vẻ cầm. Cảm ơn anh nha, có việc thì cứ gọi tôi, nếu không phải làm ca tối thì tôi sẽ chạy cho. Được. Huỳnh Tôn ra khỏi xe vẫy chào, khoan khoái đi bộ ra đường cái, hướng về phía bến xe buýt để bắt xe về nhà. Tự nhiên lại có khách lơ ngơ ngay trước quán, kiếm được tiền nhẹ nhàng. Huỳnh Tôn vui vẻ lẩm bẩm hát. Mạc Tuân ra khỏi xe nhìn theo Huỳnh Tôn, đôi mắt lóe sáng dữ dội, hai hàm răng nghiến chặt, nắm tay siết lại trắng bệch. Lê Hương đọc thông báo tuyển dụng của D4, biết được người nộp hồ sơ phải tự mình đem đến nộp cho phòng tuyển dụng người mẫu của chi nhánh thời trang D4 vào các buổi chiều thứ hai hàng tuần. Cô vội vã chuẩn bị, tranh thủ xin nghỉ để mang hồ sơ đi nộp. Văn phòng của thời trang D4 nằm ở tầng 7 của tòa cao ốc Thập Bạch ở gần trung tâm thành phố. Lê Hương vào đại sảnh, lấy thẻ khách rồi đứng chờ thang máy. Thang máy là thang đôi, nhưng bởi vì có rất nhiều người cũng mang hồ sơ đến nộp đứng chờ nên cảm giác một chuyến sẽ không đủ. Lê Hương nhìn thấy những cô gái xinh đẹp lộng lẫy, trang điểm bắt mắt, uốn tóc bồng bềnh đứng cùng với mình thì hối hận vì hôm nay mình chỉ mặc mỗi quần bò áo phông bó, đi giày dấu gót, trang điểm sơ sài, đầu óc thì không thèm làm, chỉ búi cao lên, sai lầm quá. Đứng giữa dàn mỹ nhân tự tin này, Lê Hương chìm nghỉm như hoa dại theo nghĩa bóng. Họ khá cao, dù cô đã cao đến 1m7 và đi giày độn đến 5 phân nhưng vẫn chỉ nhỉnh hơn một số người. Những ánh mắt nia sang cô đều tỏ vẻ coi thường, không thèm chấp. Một vài đại mỹ nhân lườm nhau tóe lửa, đánh giá trang phục và cách thức trang điểm của nhau. Thang máy kêu tinh một cái rồi mở ra, người đua nhau ùa vào trong. Lê Hương và một cô gái mặc quần bò áo phông tuyền toàng đang bế trong hồ sơ cao ngất bị chen bật ra ngoài. Cô gái ngã về phía sau, chồng hồ sơ rơi ảo xuống đất văng tung tóe. Lê Hương vội vã chạy tới đỡ cô gái. Cô không sao chứ? Cô gái ngước lên nhìn Lê Hương nhăn nhó. Ây à, cái đám người không có mắt kia, đau chết tôi rồi. Lê Hương cười, vội vàng nhặt hồ sơ lên cho cô gái. Bế nhiều như thế này thì đợi chuyến sau hãy lên. Cô đừng cùng bọn họ, chỉ thiệt thân thôi, để tôi giúp cô. Được, cảm ơn nha. Cô gái cũng nhận lại hồ sơ, khuôn mặt không trang điểm xinh đẹp một cách sắc bén, khiến Lê Hương đích nhìn một lần, lại nhìn thêm lần nữa. Các công ty lớn đặt ở trụ sở ở đây, tuyển nhân viên văn phòng mà cũng xinh đẹp như thế này sao? Lê Hương trầm trồ thán phục, ôm một nửa chồng hồ sơ cho cô gái trẻ kia. Cả hai tiếp tục đứng đợi thang máy, cô ta chỉ vào lý lịch Lê Hương cầm trên tay. Cô tới xin việc à? Tầng 7 sao? Phải, cô lên tầng mấy? Tôi cũng lên tầng 7 đây. Tên tôi là Thẩm Hoa. Kèm theo câu nói là một nụ cười rạng rỡ. Lê Hương cười đáp lại. Tôi là Lê Hương. Họ chờ thang máy xuống, cùng nhau vào. Thẩm Hoa khen người. Lê Hương, cô xinh thật đấy, không cần trang điểm vẫn rất xinh đẹp và trong trẻo. Cảm ơn cô. Tôi lại thấy cô xinh đẹp hơn, kiểu mạnh mẽ ấy. Tôi muốn theo đuổi hình tượng mạnh mẽ nhưng chưa được. Mua quần áo về mặc cứ cảm giác không quen. Thẩm Hoa cười khúc khích. Có gì mà không quen? Hình tượng của cô muốn chuyển sang mạnh mẽ, chỉ cần ngừng cười, ngừng cao đầu, kiều kỳ một chút là ra ngay. Khuôn mặt cô rất dễ tạo ra các hình tượng đa dạng. Lê Hương mím môi thích thú vì được khen, làm theo lời Thẩm Hoa. Như thế này à? Không cười, kiều kỳ giận dỗi cả thế giới vì họ nợ tiền mình. Thẩm Hoa phá lên cười. Đúng rồi đó. Ôi, nhìn khác hẳn luôn nhá, xinh lắm ấy. Cảm ơn cô. Thực ra tôi nhìn những mỹ nhân đi lên trước kia rồi, biết mình chỉ thuộc dạng trung bình thôi, nhưng mà cô khen như vậy tôi tự tin hơn hẳn. Thẩm Hoa động viên. Cố lên, tôi nghĩ là cô sẽ đậu thôi. Lê Hương cũng hy vọng như vậy. Thang máy lên đến tầng 7, Lê Hương chồng hồ sơ ngay ngắn lên cho Thẩm Hoa. Cô rẽ sang bên phải theo bảng hướng dẫn cho người nộp hồ sơ. Thẩm Hoa đi về phía tay trái.
Lê Hương đi tới cửa phòng tập 03 như chỉ dẫn, xếp hàng sau những người đi nộp hồ sơ. Thấy cửa phòng tập kê một cái bàn có hai người ngồi, một đàn ông, một phụ nữ. Mấy cô gái đến ứng tuyển đang phải tẩy trang ngay tại chỗ bằng khăn ướt và dung dịch tẩy trang. Người đạt yêu cầu được cầm hồ sơ vào phòng tập, người bị loại sẽ lập tức quay ra, đi về luôn, thậm chí còn chưa được nộp hồ sơ. Lê Hương ngạc nhiên, tò mò đứng nhìn, cảm thấy lo lắng khi số lượng những người được vào phòng tập chỉ bằng 1/4 so với những người phải ra về. Khi các cô gái đã tẩy trang ấm ức, tức tối đi qua Lê Hương, cô cũng thất kinh. Chẳng còn thấy bóng dáng các đại mỹ nhân đẹp long lanh huyền ảo như hồi nãy nữa. Khuôn mặt sau khi tẩy trang xong chỉ dưới trung bình, thậm chí cô còn thấy xấu. Lê Hương thấy phục khả năng trang điểm của các cô gái này. Họ có thể tự biến mình từ không xinh thành xinh đẹp tuyệt trần, khiến người khác ngỡ ngàng. Người mẫu cũng trang điểm rất đậm, dáng người những cô gái bị loại rất đẹp, sao lại không được nhận nhỉ? Lê Hương cảm thấy khó hiểu. Hàng người sau lưng cô tiếp tục được nối dài bởi những người đến sau. Đến lượt Lê Hương bước tới bàn gần, cô cúi chào. Người đàn ông đang ngồi ở bàn mặc vest chỉnh chu, rất đẹp trai với nước da nâu khỏe khoắn. Bên cạnh là một phụ nữ đứng tuổi đeo kính, trông có vẻ nghiêm khắc. Hai người họ nhìn kỹ từ đầu đến chân Lê Hương, bảo cô quay ngang quay dọc, rồi người phụ nữ vẫy cô lại gần. Lê Hương bước tới sát bàn, cúi đầu xuống như được ra hiệu. Người phụ nữ rút khăn ướt quệt lên mặt cô một đường mắt lạnh, xăm soi. Cô không đánh phấn, chỉ tô chút son, quệt ra mà có bụi thì xấu hổ lắm. Chiếc khăn ướt vẫn trắng tinh, không có vết tích gì. Bà ta mỉm cười vẫy cô. Thông qua, mời vào. Dạ, em cảm ơn ạ. Lê Hương mừng rỡ cúi đầu với cả hai người, nhanh nhẹn đi vào phòng. Hú vía, căn phòng mà Lê Hương bước vào trông giống như một phòng chụp hình, với những băng kế dài kê sát tường. Phía bên trái là phông nền, hệ thống chiếu sáng và chụp hình. Cô vừa bước vào phòng đã có người thu hồ sơ, đưa số cho cô. Lê Hương cúi đầu cảm ơn, nhìn số của mình là số 6. Trong phòng mới có 5 người, 4 người ngồi trên băng ghế chờ, nhìn về phía phông chụp hình. Một người đang được hướng dẫn tạo dáng với sản phẩm để chụp. Lê Hương căng thẳng ngồi xuống, chỉ dám nhìn quanh, không dám nói chuyện. Ekip chụp hình bắt đầu làm việc. Họ để thí sinh thoải mái tạo dáng, tạo như thế nào họ chụp như vậy. Mỗi người chỉ có 2 phút với 2 sản phẩm. Chụp hình xong, thí sinh được hướng dẫn đi cửa khác ra ngoài. Lê Hương thấy mình còn căng thẳng hơn cả khi bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Lại có mấy người nữa qua được vòng 1, đi vào với mặt mộc. Những người được chọn đều có mặt mộc khá xinh xắn, nhưng để mặt mộc mà chụp hình luôn thì chẳng ai tự tin. Họ lén lút thoa chút son, kẻ kẻ lại lông mày. Lê Hương không phải lau son nên ngồi rung đùi chờ đến lượt mình. Cô thấy hầu hết mọi người đều tạo dáng thuần thục như các hot girl trên mạng. Đi chụp hình với bạn bè, Lê Hương cũng thường tạo dáng như vậy, nên nghĩ mình không đến nỗi lớ ngớ lắm. Người thứ 5 lên chụp, Lê Hương đứng sẵn chờ đợi, chuẩn bị đến lượt mình. Chị nhân viên đưa cho cô một chai nước khoáng và một thỏi son. Lê Hương nghĩ về lời Thẩm Hoa nói trong thang máy, suy nghĩ trong đầu về cách tạo dáng. Số 6, nhiếp ảnh ra gọi. Số 5 được hướng dẫn đi ra lối cửa sau, mặt mũi tái mét, có vẻ như tạo dáng không tốt lắm. Lê Hương bỏ túi sách gọn vào một chỗ, bước lên, lập tức bị hệ thống chiếu sáng làm cho lóa mắt, khiến cô không thể nhìn rõ những người bên dưới, chỉ thấy được nhiếp ảnh gia và một số anh chị trong ekip chụp hình. Bắt đầu. Nhiếp ảnh gia là một người đàn ông trẻ tuổi, lạnh lùng nói. Anh ta thậm chí không nhìn lên, chỉ nhìn vào chiếc máy ảnh hiện đại đang kê trên giá. Lê Hương cúi chào nhanh, tay trái cầm chai nước khoáng giấu sau lưng, tay phải đưa son lên, mỉm cười ngọt ngào như đang khoe son với người đối diện, mắt nhìn thẳng vào ống kính. Mỗi lần chụp hình sẽ có tiếng lách cách. Lê Hương bắt chước các clip chụp hình của diễn viên mà cô đã xem ở trên mạng, nghiêng đầu, thay đổi góc mặt, giơ thỏi son xong, hướng tên thương hiệu ra ngoài, mỉm cười các kiểu khác nhau, đồng thời nhét chai nước khoáng vào túi sau của quần bò, mở nắp thỏi son, vặn ra làm bộ đang tô son. Đổi. Nhiếp ảnh gia gật đầu. Lê Hương vặn lại, cất thỏi son vào túi, lấy chai nước khoáng ra, ngừng cười giơ chai nước về phía máy ảnh, nhướng mày, chống hông tạo dáng ngầu lòi. Đêm qua cô đã bắt chước các người mẫu quảng cáo tập tạo dáng rất nhiều trước gương, hiện tại nhớ lại những tư thế đó, làm theo y hệt với khuôn mặt lạnh lùng và kiêu kỳ.
Nhiếp ảnh gia bấm máy tanh tách một hồi, gật gù. Số 7. Lê Hương ngừng lại, cúi chào. Em cảm ơn ạ. Cô thở vào nhẹ nhõm trả lại sản phẩm cho chị nhân viên. Chị ta tươi cười hướng dẫn. Em đi thẳng ra cửa bên này, sẽ có người đón. Vâng ạ, chị vất vả rồi. Lê Hương bước về phía cửa, cảm thấy thực sự hài lòng với phần thi của mình. Dù cô có trượt cũng không hối hận, chấp nhận hiện thực và trình độ của cô chỉ đến đó thôi. Cô mở cánh cửa, bước vào một văn phòng tối khác thường. Lê Hương ngạc nhiên, đóng cửa lại thì ánh sáng bừng lên. Cô thấy mình đang ở trong một căn phòng mô phỏng sàn cắt gốt. Dọc hai bên tường đặt hàng chục cái máy ảnh hướng về phía cô, bắt đầu nháy lên chụp hình. Hoảng hốt một giây, Lê Hương lập tức ưỡn ngực thẳng lưng, nhìn về phía trước, đi thẳng với dáng vẻ tự tin và tự nhiên nhất có thể. Những chiếc máy ảnh nháy sáng liên tục, chớp lóe khiến Lê Hương hoa cả mắt. Chỉ mấy chục bước chân để đi hết sàn diễn, nhưng cứ như đi trên than hồng, khiến Lê Hương vã mồ hột. Cuối sàn là một bức màn. Lê Hương bước tới nơi, vén ra thì thấy có một chị nhân viên đứng đó, tươi cười chỉ về phía cửa ra. Chào em, bước kiểm tra kết thúc, em có thể ra về. Công ty sẽ báo kết quả trong vòng 3 ngày tới. Vâng ạ, em cảm ơn chị. Lê Hương cúi chào, đi về phía cửa ra, chân tay muốn nhũn hết cả ra, không còn cảm giác gì. Lê Hương gọi điện buôn chuyện với Huỳnh Tôn ngay trên đường, nhưng Huỳnh Tôn không nghe máy. Đến tận tối khi cô về đến nhà rồi, Huỳnh Tôn mới gọi lại. Chiều bà gọi tôi đúng lúc tôi đang ở trên đường, không nghe máy được. Báo cho bà một tin vui, tôi đang thử việc ở chỗ mới, lương cao hơn. Khi nào nhận được thì tôi mới nói cho bà biết. Nộp hồ sơ thế nào rồi? Thử việc ở chỗ mới lương cao hơn sao? Lê Hương vui mừng reo lên. Tốt quá, tôi nộp hồ sơ rồi, kinh khủng lắm. Ông có rảnh không, tôi kể cho mà nghe. Về nhà rồi, đang rảnh nè, kể đi. Lê Hương kể lại buổi casting lạ lùng cho Huỳnh Tôn nghe, phát biểu cảm tưởng. Đây là lần đầu tiên tôi chụp ảnh trước mặt nhiều người như vậy đấy. Họ nhìn chằm chằm vào tôi, run lắm. May mà khi bước lên, phong nền ánh sáng chiếu vào không nhìn rõ xung quanh, chứ không chắc tôi chết. Cảm giác sợ lắm luôn. Nghe bà nói tôi lại thấy có vẻ bà làm rất tốt. Huỳnh Tôn vừa nói vừa cười. Có gặp người quen không? Không gặp ai cả. Hy vọng tôi được nhận. Nhưng mà... Lê Hương thấy tin nhắn của Mạc Tuân gửi đến, thở dài thườn thượt. Làm sao? Huỳnh Tôn hỏi. Tên kia lại vừa nhắn tin. Chẳng hiểu nhắn cái gì nữa. Từ sáng đến giờ ba tin rồi, tôi còn chưa xem. Hắn kiên trì như vậy thì bà tránh vô ích, phản tác dụng đấy. Gặp đi. Đừng đi những nơi hắn muốn, đi những chỗ hắn ghét ấy. Lê Hương cảm thấy có lý, gật gù. Cũng đúng. Tôi có cảm giác tên này lạ lắm, không giống trước kia. Trước kia hắn thế nào? Lê Hương lựa lời để không nói hớ về kiếp trước. Hồi trước hắn không hay nhắn tin gọi điện đâu. Gần đây thì ngược lại, ngày nào cũng nhắn, cách ngày lại gọi. Vậy cũng không có gì lạ. Tôi mà thích ai tôi cũng nhắn tin, gọi điện suốt. Không thích thì cả tuần không liên lạc. Không phải như vậy. Huỳnh Tôn không hiểu ý Lê Hương, nhưng cô cũng chẳng thể nói cho y hiểu được. Kiếp trước Mạc Tuân tán Lê Hương cũng không nhắn tin, gọi điện nhiều như hiện tại. Giờ hắn kiên nhẫn một cách khó hiểu, không lạnh lùng, độc đoán, khó chịu như trước. Dù Lê Hương không nhắn tin, không gọi lại những cuộc gọi nhỡ thì Mạc Tuân cũng chẳng hề trách cứ nửa lời, coi như chuyện đó chưa từng xảy ra, tiếp tục nhắn những tin khác, nói những chuyện khác, gọi các cuộc mới. Vậy giờ tôi phải hẹn gặp, rồi đi những chỗ hắn không thích, làm những việc hắn không kiên nhẫn à? Phải. Không thể thoái thác gặp mặt mãi được. Đưa hắn đến công viên trò chơi, ngồi thuyền khổng lồ, lắc cho hắn nôn mửa ra đi. Lê Hương reo lên. Đúng rồi, cách này hay đấy, cảm ơn đã gợi ý nha. Đưa hắn đi mua sắm, cho hắn quẹt thẻ mỏi tay đi, mua toàn đồ hầm hố ấy, ngược với hình tượng mà hắn thích. Nếu hắn phản đối thì giờ tiểu tính tình ra, nhân cơ hội đó cãi vã nha. Được được, còn gì nữa không? Lê Hương tiếp tục nấu cháo điện thoại với Huỳnh Tôn thêm 20 phút nữa mới cúp máy. Hứng chí bừng bừng mà lên kế hoạch, tí thì quên mất phải đọc và trả lời tin nhắn của Mạc Tuân. Cô mở ra xem. Mạc Tuân nhắn tin. Em ăn trưa chưa? Có muốn ăn gì không?
anh gọi người mang đến văn phòng cho. Tin nhắn lúc 10 giờ. Tin nhắn thứ hai: chiều nay anh có việc đi qua công ty em, có cần anh đưa về không? Tin nhắn lúc 3 giờ. Tin nhắn thứ ba: em ăn tối chưa? Tin nhắn lúc 8 giờ 10 phút. Lê Hương cảm thấy vừa khó chịu vừa thắc mắc. Hắn ta rảnh rỗi lắm à? Ngày xưa cả tuần mới được có 3 tin, rồi thì ngày nào cũng... Dương Huế đâu? Sao không đi mà nhắn tin cho Dương Huế ấy? Lê Hương thở dài, nhăn mặt lại. Em ăn cơm rồi, anh đang ở đâu đấy ạ? Mạc Tuân nhắn lại ngay. Anh đang ở trên đường về nhà. Về nhà giờ này ư? Không đi hầu rượu Dương Huế, an ủi cô ta, hộ tống cô ta đi tiệc tùng này nọ à? Hay khi tán tỉnh thì bỏ Bạch Mệt Quang ra sau đầu? Tán được rồi, lấy người được về rồi thì chán, quay lại mơ mộng người trong lòng. Mạc Tuân nhắn tiếp một tin nữa. Em không hỏi anh ăn cơm chưa sao? Không muốn biết điều gì về anh à? Cái gì cô cũng biết cả rồi, cần gì phải hỏi nữa. Giờ này chắc anh đã ăn cơm rồi. Anh có bạn thân không? Tay Lê Hương khẽ run lên khi soạn tin nhắn. Mạc Tuân trả lời. Sai, anh chưa ăn cơm. Anh không có người bạn nào đặc biệt thân thiết cả. Nói dối, Lê Hương bật cười không nhắn lại, quăng điện thoại sang một bên, đi đắp mặt nạ và bôi kem dưỡng da. Thứ hai cô nộp hồ sơ, sáng thứ tư đã có kết quả rồi. Phòng nhân sự của thời trang Defoe gọi điện cho Lê Hương báo cô đã trúng tuyển, hỏi bao giờ thì cô có thể đi làm. Lê Hương cần phải xin nghỉ ở chỗ cũ nên hẹn thứ hai tuần sau. Họ cho cô số điện thoại của quản lý Cao Thùy, người sẽ chịu trách nhiệm về các hoạt động của Lê Hương sau này để cô liên lạc. Lê Hương gọi cho Cao Thùy, chị ta hẹn sáng thứ hai 8 giờ có mặt tại cổng chào trung tâm thương mại Đặng Tuấn Quy. Lê Hương lập tức viết đơn xin nghỉ việc ở công ty giấy. Công ty này xin nghỉ rất đơn giản, chỉ cần bàn giao lại toàn bộ công việc là có thể nghỉ ngay. Lê Hương dùng 2 ngày thứ 5, thứ 6 để bàn giao. 3 giờ chiều ngày thứ 6, mọi việc xong xuôi, cô trả lại thẻ nhân viên, chìa khóa, nhẹ nhõm ra khỏi công ty, đi bộ trên vỉa hè. Đang tận hưởng giây phút thoải mái một mình thì Mạc Tuân gọi đến. Lê Hương đảo mắt, ấn nghe. Em nghe ạ. Em đang ở ngoài đường à? Sao ồn ào vậy? Mạc Tuân hỏi bằng giọng cố gắng làm ra vẻ nhẹ nhàng, nhưng dường như không được thoải mái. Cô nhìn xe cộ đi lại dưới lòng đường, nén tiếng thở dài. Vâng ạ, em vừa ra khỏi công ty, đang định đi mua đồ. Quần áo trong tủ của em cũ cả rồi. Có cần anh đi cùng không? Giọng Mạc Tuân hơi cao lên một chút, có vẻ hy vọng. Thôi, anh bận rộn như vậy em cũng không muốn làm phiền. Không phiền gì đâu, anh xong việc rồi. Nói dối, kiếp trước Mạc Tuân lấy cô về, lúc nào cũng ở trong trạng thái việc chồng lên đầu, chẳng có thời gian đi nghỉ dưỡng mấy ngày. Mấy lần đặt vé đi chơi đều phải hoãn lại, lần thì vì công việc, lần thì vì Dương Huế mệt mỏi cần phải đi bệnh viện. Mạc Tuân dùng hết thời gian rảnh rỗi để chạy đến bên cạnh Dương Huế, nhưng không dám nói, không thèm nói cho cô biết, thành ra cứ phải mang việc về nhà làm cả ngày nghỉ, chẳng có thời gian mà dành cho một cái bóng thừa thãi như cô. Lê Hương khó chịu, cố gắng hạ giọng nhẹ nhàng. Vậy em đến shop trước, rồi gửi tin nhắn cho anh nha. Em cũng không nhớ địa chỉ, gần công ty em thôi. Được, anh đến ngay. Mạc Tuân vui mừng, giọng nói pha lẫn tiếng cười. Lê Hương cúp máy rồi mới thở dài. Đến shop Mai Trang, một shop quần áo bình dân lớn gần công ty cô, nhắn địa chỉ cho Mạc Tuân rồi vào chọn đồ. Cô đến dãy quần bò, chọn 3 cái quần bò rách bỏ vào giỏ, đùng đỉnh chọn áo phông đen bó kiểu cách, cắt trước xẻ sau, hở lưng hở rốn, dây rợn lằng nhằng. Áo có nhiều kiểu dáng, người Lê Hương rất dễ mặc đồ, cứ chọn cỡ mờ là vừa người. Cô nhìn giá, thấy áo chỉ tầm 300-400 một cái thì nhặt 5 cái bỏ vào. Khi cô rảo bước sang dãy để giày thì Mạc Tuân tới. Hắn mặc quần tây, áo sơ mi, mở một cúc trên cùng, đi giày đen, chắc chỉ vừa cởi vét và cà vạt ra thôi. Lê Hương mỉm cười ngọt ngào chào. Anh đến rồi ạ. Em cũng sắp xong. Mạc Tuân ngạc nhiên nhìn quần áo trong giỏ của Lê Hương. Em mua cho ai vậy? Mua cho em ạ. Lê Hương cười rạng rỡ. Gần đây em hay đi chơi với Huỳnh Tôn nên muốn mặc đồ giống với cậu ấy một chút. Huỳnh Tôn mặc toàn quần áo màu đen,
Em thì nhiều váy ở trong tủ, không hợp một chút nào. Cũng không thể mặc váy rồi ngồi xe phân khối lớn được. Sắc mặt Mạc Tuân thoát một cái trắng bệch đi, đôi mắt lóe lên tia sáng phức tạp. Lê Hương coi như không phát hiện ra, tiếp tục chọn mấy đôi bốt đen hầm hố đính phụ kiện loảng xoảng. Mạc Tuân tức giận, lo lắng và khó chịu. Cô có thể nhìn ra từ ánh mắt của hắn, nhưng lờ đi, mặc kệ. Trước kia hắn là chồng cô, ngày này cấm nọ, giờ hắn chẳng là cái gì của cô cả. Cứ thử ngăn cản đi, cô sẽ gây gổ cãi vã để khỏi cần đi cùng với hắn nữa. Lê Hương chọn tiếp hai đôi bốt cao cổ hầm hố bỏ vào giỏ, rồi đi sang dạy áo khoác ra. Mạc Tuân đi theo phía sau, sắc mặt vô cùng âm u. Lê Hương mong hắn sẽ lên tiếng phản đối, nhưng mãi không thấy hắn nói gì. Đến khi cô thử áo khoác ra thì Mạc Tuân cầm hộ giỏ đồ cho cô. Lê Hương ngạc nhiên, cố không để lộ ra ngoài, cười một cái thật tươi với hắn. Thoải mái thử hết áo da này đến áo khoác khác, nhưng ra vẻ không thích, cuối cùng chỉ lấy hai cái. Mạc Tuân xem đồng hồ hai lần, Lê Hương cười thầm trong bụng. Lâu chứ gì, sốt ruột phải không? Công việc còn đang đắp đống ở văn phòng đúng không? Phàn nàn đi, mất kiên nhẫn đi chứ. Thế nhưng sức chịu đựng của Mạc Tuân tốt hơn so với tưởng tượng của Lê Hương rất nhiều. Hắn đi cùng cô suốt 2 giờ, loanh quanh trong shop, kiên nhẫn chờ cô thử đồ, nhặt hết cái này đến cái khác. Đến khi ra thanh toán, Lê Hương lấy thẻ của mình đưa cho nhân viên, Mạc Tuân ngăn lại. Lấy của tôi đi. Sau đó hắn cầm luôn cái thẻ mà Lê Hương đưa cho cô nhân viên. Lê Hương quay lại, vờ vịt. Anh làm gì thế? Em có thể tự mua cho mình mà. Anh biết. Mạc Tuân mỉm cười, ánh mắt trở lại trạng thái vui vẻ sủng nịnh. Anh muốn mua đồ tặng em lâu rồi mà không có cơ hội. Lần này được đi cùng, chẳng lẽ anh lại để em trả tiền sao? Nhân viên thu ngân bịt miệng cười khúc khích. Anh chị đẹp đôi lắm đấy ạ. Cảm ơn cô. Mạc Tuân mỉm cười, khuôn mặt giãn ra tươi tỉnh hẳn. Lê Hương làm bộ ái ngại. Anh làm thế này, lần sau em chẳng dám cho anh đi mua cùng nữa đâu. Mạc Tuân lập tức câm nín, nhìn thẳng vào mắt cô một hồi, nhưng rồi không nhượng bộ, thanh toán hết chỗ quần áo, giày dép, phụ kiện linh tinh mà Lê Hương mua. Cô cũng muốn xoay hắn, quẹt thẻ của hắn nên không nói gì thêm. Mạc Tuân nhận hết đồ, xách cho Lê Hương, cô chỉ việc đi tay không ra ngoài. Xe anh để bên kia đường. Em có muốn đi đâu nữa không? Lê Hương vờ vịt nghĩ ngợi, đi cùng Mạc Tuân ra xe. Em muốn tới công viên trò chơi. Lâu rồi không chơi mấy trò chơi cảm giác mạnh ở đó. Mạc Tuân bỏ quần áo vào cốp xe, nhăn mặt. Công viên trò chơi. Lê Hương gật đầu lia lịa, cười đến dương quang chói lọi. Em muốn ngồi thuyền khổng lồ, chơi tàu siêu tốc. Mạc Tuân nhìn Lê Hương như nhìn người từ trên trời rơi xuống. Em đã từng chơi những thứ đó à? Vâng ạ, thanh niên thời nay ai chưa từng chơi mấy trò đó chứ, thích lắm. Lê Hương vẫn đứng bên cạnh xe, chẳng hề có ý định mở cửa. Nếu Mạc Tuân không đồng ý, cô sẽ vùng vằng vẫy taxi đi luôn. Hắn nhìn cô một hồi, ánh mắt chào đảo, khuôn mặt lạnh lùng chẳng biểu cảm gì, cuối cùng gật đầu. Được, anh đưa em đi. Chơi một lát rồi đi ăn tối nhé. Lê Hương thất vọng vì Mạc Tuân không phản đối, huy động hết cơ mặt để cười tươi tắn. Vâng ạ. Cô mở cửa ghế lái phụ, ngồi vào, ngâm nga hát. Mạc Tuân vào xe, liếc nhìn Lê Hương, từ từ lái xe đi. Chắc hẳn đang hoang mang lắm đấy, không hiểu tại sao cô lại khác với trước nhiều như vậy, hoặc nghĩ rằng ấn tượng ban đầu của hắn về cô chẳng đúng tẹo nào. Vốn dĩ Lê Hương không phải kiểu người mà Mạc Tuân vẫn tưởng. Vỡ mộng đi, thức tỉnh đi. Lê Hương nhìn qua kính hông, cầu khẩn trong lòng. Lê Hương vào công viên trò chơi, bắt Mạc Tuân phải ngồi tàu cao tốc cùng cô, rồi ngồi thuyền khổng lồ lắc qua lắc lại, khiến hắn mặt xanh nanh vàng. Xuống khỏi thuyền lập tức chạy ra bồn hoa, nôn tốc nôn tháo. Cô không nhịn được, phá lên cười như nắc nẻ, cảm thấy dễ chịu vô cùng vì hành Mạc Tuân khốn khổ. Mạc Tuân xua tay. Không chơi nữa, anh đầu hàng. Vừa mới đến mà, anh nói cái gì thế? Lê Hương đưa nước cho hắn xúc miệng. Mạc Tuân lảo đảo ra ghế đá ngồi, thở dốc lắc đầu. Anh khó chịu quá. Cái kia có phải dùng cho người chơi không vậy? Em thấy có sao đâu. Anh ngồi đây, em đi mua kem về cho anh ăn. Lê Hương vui vẻ chạy tới hàng kem, mua hai cây kem ốc quế lớn vị dâu. Mạc Tuân không thích đồ ngọt nên cô muốn nhìn hắn ăn hết cây kem này. Không biết đêm về hắn có lợm giọng buồn nôn không.
Khi cô quay lại, khuôn mặt Mạc Tuân gần như đã trở lại trạng thái trầm tĩnh, lạnh lùng, ánh mắt rất lạ. Lê Hương đưa kem cho hắn. Anh ăn đi. Cảm ơn em. Mạc Tuân ngập ngừng nhận lấy cây kem. Lê Hương ngồi xuống bên cạnh hắn, vui vẻ vừa ăn vừa nói. Thật không ngờ anh cũng có thể đến mấy chỗ như thế này. Sớm biết vậy em đã không từ chối đi ăn tối với anh. Mạc Tuân nhướng mày, cắn một miếng kem nhỏ. Em không thích nhà hàng sang trọng à? Không ạ, gò bó lắm. Lê Hương nói dối. Cô là tiểu thư con nhà giàu từ nhỏ lớn lên trong nhung lụa, vốn đã quen với những nơi xa hoa sang trọng, làm sao mà thấy gò bó được. Chẳng qua cô nói như vậy cho Mạc Tuân vỡ mộng về hình tượng một Lê Hương ngoan ngoãn, ngọt ngào, nền nã. Vậy em muốn đi đâu? Anh sẽ đưa em đi. Em muốn ăn quán ven đường, trải nghiệm những điều mới mẻ mà trước kia chưa từng được làm. Lê Hương cười, mắt nhìn ra xăm. Em muốn làm nhiều thứ lắm. Mạc Tuân nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt sâu thẳm, lặng lẽ ăn kem. Lê Hương còn muốn trả thù Mạc Tuân và Dương Huế nữa, nhưng hiện tại cô chưa đủ khả năng, tạm thời gác chuyện đó lại. Nghĩ đến đây, Lê Hương quay sang hỏi Mạc Tuân. Anh không có bạn bè thân thiết gì sao? Không có. Mạc Tuân nhìn thẳng vào mắt cô, khẳng định chắc nịch. Lê Hương lấy điện thoại ra, đổi camera trước, ấn quay phim, nhếch mép cười. Ngài Mạc Tuân, ngài có thể nói cho tôi biết người bạn thân thiết nhất của ngài là ai không? Hiện tại tôi đang ghi hình. Nếu như ngài nói dối, tôi sẽ gửi video này cho bạn ngài, thì ngài gặp rắc rối to đấy. Anh không có bạn thân. Mạc Tuân nhìn thẳng vào điện thoại, nhấn mạnh. Không thân thiết với bất cứ ai. Bạn bè đại học chỉ có vài đứa. Ra trường ai cũng có công việc riêng, ít liên lạc. Bạn làm ăn thì không thể gọi là thân thiết được, đều vì lợi nhuận cả. Em cứ giữ video này, gửi cho bất cứ ai mà em muốn. Lê Hương chớp mắt bối rối. Thật ư? Thật. Cô gật đầu ngừng quay. Đồ dối trá. Thời điểm hiện tại Lê Hương chưa từng gặp Dương Huế lần nào. Về lý mà nói cô không biết Dương Huế. Mạc Tuân dám khẳng định hắn không có người bạn thân thiết nào. Để khi có cơ hội gặp Dương Huế, Lê Hương phải lôi video này ra cho cô ta xem mới được. Đảm bảo Mạc Tuân được một trận giận dỗi, trách móc tung trời, chạy theo giải thích mệt nghỉ. Lê Hương ăn hết kem, Mạc Tuân dù có vẻ không thích nhưng vẫn cố gắng ăn. Sau đó cô đòi Mạc Tuân dẫn mình đi ăn vặt ở phố chợ đêm. Lê Hương đứng ăn liền một lúc năm sâu thịt nướng, tiếp tục chạy sang hàng mực nướng, bánh cuộn, bò nướng nấm kim chi. Đến khi no căng không ăn được nữa, cô đòi về. Em mệt rồi, chân mỏi lắm, về thôi. Ừ, về thôi. Mạc Tuân gật đầu đồng ý, ánh mắt đắp lánh ngập tràn ý cười. Lê Hương chột dạ, sao hắn không cảm thấy phiền toái và khó chịu nhỉ? Suốt đoạn đường về Mạc Tuân không nói gì, im lặng lái xe. Lê Hương ngả người nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ về sự chiều chuộng và kiên nhẫn khó hiểu của hắn. Chẳng lẽ đàn ông khi mới thích muốn tấn tỉnh phụ nữ đều kiên nhẫn như thế này? Kiếp trước Lê Hương thuận theo Mạc Tuân vô điều kiện, mỗi lần hẹn hò hắn đưa cô đi đâu thì cô đi tới đó vì quá yêu thích hắn. Mạc Tuân tán tỉnh dễ dàng, hỏi cưới cũng dễ, vì thế nên hắn mới nhanh chán ư? Đã thế kiếp này cô phải hành hắn lên bờ xuống ruộng thì thôi. Mạc Tuân dừng xe trước cổng, xuống mở cốp lấy đồ cho Lê Hương. Cảm ơn anh ạ. Hôm nay đi chơi vui chứ? Mạc Tuân giúp cô xách đồ vào tận cửa. Lê Hương mỉm cười ngọt ngào. Vui lắm. Cảm ơn anh đã dành thời gian cho em. Em biết công việc của anh bận rộn mà vẫn làm phiền anh, bắt anh phải đưa đi chơi. Thật có lỗi. Không sao. Mạc Tuân đưa đồ cho Lê Hương. Cô nhận lấy, cúi chào. Anh về cẩn thận, em vào nhà đây. Mạc Tuân không trả lời, dường như vẫn muốn nói chuyện thêm. Nhìn Lê Hương với ánh mắt đen đặc, tĩnh lặng đến khó hiểu. Cô tra chìa khóa vào ổ, mở cửa vào nhà, mỉm cười với hắn một lần nữa, rồi xách đồ vào sập cửa lại, coi như không thấy sự khác lạ trong cái nhìn kia. Mạc Tuân đứng bất động nhìn cánh cửa sập lại, lông mày nhíu chặt, cúi đầu rũ vai, thở dài. Hắn tần ngần một hồi rồi lặng lẽ đi ra xe, ngồi ghé lên đầu xe trong thuốc hút. Hắn ngẩn người, mắt nhìn xa xăm, khuôn mặt lạnh lùng, u ám khó tả. Hút hết hai điếu thuốc, Mạc Tuân mới từ từ đứng dậy, mở cửa lái xe đi.
Lê Hương đứng trong phòng mình, nhìn qua cửa sổ cho đến khi xe Mạc Tuân đi khuất, cười nhạt. Đời anh cái gì cũng thuận lợi, nên đâm ra chán ghét những thứ dễ dàng có được chứ gì. Để tôi cho anh biết thế nào là lễ độ. Lê Hương tới trung tâm thương mại Đặng Tuấn Quy như lời quản lý Cao Thùy đã nói để chờ gặp mặt. Cao Thùy dặn cô trang điểm nhẹ nhàng, ăn mặc đẹp để gây ấn tượng với người xung quanh, sao cho người ta nhìn một lần phải nhìn lần nữa. Vậy nên Lê Hương lấy quần bò đen bó sát và áo cắt xẻ hở vai, hở chút bụng ra mặc, phối cùng dây chuyền đính kim cương nhỏ sang trọng, áo khoác da và bốt cao cổ hầm hố. Cô búi cao tóc lên, trông vừa trẻ trung vừa ngầu. Khi cô xuống khỏi taxi đi về phía cổng chào trung tâm thương mại, người đi qua đi lại đều quay lại nhìn, chỉ trỏ khen ngợi. Có người còn lấy điện thoại ra lén lút chụp. Lê Hương nhìn thấy ba người rất cao và xinh đẹp khác đang đứng cùng quản lý Cao Thùy. Cô đi tới cúi chào. Em chào chị ạ, em là Lê Hương. Chào các chị. Quản lý Cao Thùy là một người phụ nữ ngoài 30, nhưng mặc đồ như sinh viên thoải mái, cắt tóc ngắn. Chị ta nhìn từ đầu xuống chân Lê Hương, gật gù. Được đấy, hình tượng rất phù hợp với bộ sưu tập mùa hè của Dior. Các em chờ chút, còn một người nữa chưa đến. Ba người kia chào lại Lê Hương, tranh thủ làm quen với nhau. Lê Hương có ấn tượng rất tốt với Mai Chi, một cô gái bốc lửa, tự tin quyến rũ nhưng thẳng thắn. Họ chờ thêm 10 phút nữa mới thấy một cô gái xinh đẹp mặc váy bó đùng đình xuống khỏi taxi, đi tới cười tự tin. Chào mọi người. Mọi người đến sớm quá. Hân Lạc, cô muộn 5 phút, trừ 10 điểm. Hả? Cô gái tên Hân Lạc kia nhướng mày nhìn Cao Thùy như người ngoài hành tinh. Cao Thùy lạnh lùng rút điện thoại ra ghi chú rồi nói. Xin tự giới thiệu một lần nữa, tôi là Cao Thùy, quản lý của mọi người. Cứ gọi tôi là chị Thùy nếu muốn. Các bạn chỉ có 1 tháng để thử việc. Sau 1 tháng, nếu được nhận thì tính tiếp. Nếu không các bạn sẽ được cầm lại hồ sơ của mình và 10 triệu tiền lương thử việc. Công việc của các bạn chính là người mẫu sản phẩm trong trung tâm thương mại này. Thời trang Dior có 5 shop hàng ở các tầng khác nhau: bình dân, công sở, thể thao, đồ nam và váy dạ hội. Vậy nên giám đốc Thẩm Lăng chọn 5 người. Mỗi người có 6 ngày mặc quần áo mà quản lý shop chỉ định. Làm mẫu ở mỗi quầy hàng, sau đó đổi theo lịch của tôi sang quầy hàng khác. Nếu các bạn thu hút được thêm khách, tăng doanh thu cho cửa hàng, thì các bạn sẽ được tính điểm và nhận việc. Mai Chi giơ tay thắc mắc. Cao Thùy gật đầu ra hiệu cho cô nói. Chị Thùy, em đọc trên tờ rơi tuyển dụng là bọn em sẽ làm người mẫu sản phẩm. Nhưng nghe chị nói, sao cứ giống như là người bán hàng cho shop quần áo thế ạ? Cao Thùy cười lạnh. Người mẫu sản phẩm chính là như vậy đấy. Thời trang Dior là đồ cao cấp. Nếu các cô coi được 1 tháng từ việc này, bước sang tháng thứ 2, cô sẽ phải hối hận vì đã thốt ra câu vừa rồi. Mai Chi mím môi, đảo mắt ngại ngùng. Hân Lạc nhăn nhó hỏi. Nói vậy tức là chúng tôi không được nghỉ ngày nào sao? Nếu cô muốn nghỉ thì có thể nghỉ ngay bây giờ. Cao Thùy nhìn xoáy vào Hân Lạc. Dù cô có cổ phần của Dior hay có địa vị như thế nào, thì về dưới trướng của tôi cũng phải nghe theo sự sắp xếp của tôi. Nếu như không làm được, rút lui sớm đi, để những người bị đánh rớt có cơ hội thử việc. Hân Lạc dường như không có cổ phần của Dior nên đành ở mức ngậm miệng lại. Cao Thùy tiếp tục. Đãi ngộ của nhân viên chính thức rất tốt, lương cứng không cao, nhưng thưởng theo sản phẩm thuộc hàng top trong các công ty thời trang đình đám hiện tại trên cả nước. Tất cả người mẫu thương hiệu của Dior đều phải đi lên từ người mẫu sản phẩm như thế này, không phải bước ra từ sàn các quốc đâu. Mọi người phải cố gắng hết sức. Lê Hương gật đầu lia lịa. Cao Thùy thấy không ai hỏi gì nữa thì vẫy tay dẫn họ đi vào trong. Trung tâm thương mại vẫn chưa mở cửa, họ xuống tầng hầm, đi thang máy cho nhân viên. Cao Thùy phát thẻ nhân viên cho mỗi người để từ mai họ có thể tự quẹt thẻ đến cửa hàng. 9 giờ sáng trung tâm thương mại và các cửa hàng mới mở cửa, nhưng người mẫu phải đến trước nửa giờ để chuẩn bị. Cao Thùy đưa Lê Hương tới cửa hàng quần áo bình dân của Dior, giới thiệu sơ sơ với quản lý rồi thả cô ở đó, dẫn 4 người kia đi. Lê Hương theo nữ quản lý Tống Nhã vào phòng thay đồ. Em thay cho chị bộ này trước đã, một ngày 3 bộ hoặc nhiều hơn, tùy tình huống, theo thứ tự chị đặt ở đây. Phòng này có camera nên phải vào nhà vệ sinh để thay đồ.
bên ngoài shop chỗ nào cũng có camera, trừ phòng thay đồ cho khách. Nếu như phát hiện trang phục bị phá, phải báo cho chị biết ngay. Lê Hương sừng sốt. Trang phục bị phá ấy ạ? Phải. Đối thủ cạnh tranh chơi bẩn, hoặc chính những người mẫu thử việc cùng em giở trò. Trước đây có mấy lần người mẫu ganh đua với nhau làm trò dại dột như vậy rồi. Các quản lý được lệnh nhắc trước để mọi người biết cuộc đời thực khác với ở trong phim như thế nào. Lê Hương nhìn nụ cười thấu suốt của Tống Nhã, cúi đầu. Vâng, em nhớ rồi ạ. Em cảm ơn chị. Tống Nhã vừa nhắc nhở, vừa cảnh cáo cô không được dùng các thủ đoạn để cạnh tranh với người mẫu khác. Công việc của em rất đơn giản. Chỉ cần đứng gần cửa kính và cửa chính, gấp khăn vải, lau chùi sơ sơ kính một chút, làm màu thôi mà. Sao cho khách vào xem nhìn thấy em, nghĩ em là sếp hoặc giám sát, thậm chí là khách mua cũng được. Nhân viên của shop mặc đồng phục, để khách sẽ không bị nhầm lẫn đâu. Em cũng không cần phải tư vấn gì cả. Ai hỏi cứ lịch sự đẩy sang cho nhân viên là được. Vâng ạ. Lê Hương vào tay quần áo, bỏ đồ vào tủ của mình, được phép cầm theo túi sách và điện thoại. Bộ đầu tiên mà cô mặc là quần jean xanh và áo phông trễ vai trắng, giày thể thao trắng, trông rất trẻ trung năng động. Quản lý Tống Nhã gật gù hài lòng. Được đấy, cười lên một chút sẽ hợp với đồ này. Chỉ còn sợ hình tượng của em hơi mạnh mẽ, giờ thì ổn rồi. Đi thôi. Lê Hương ra ngoài chào hỏi các nhân viên của shop, đi theo Tống Nhã ra gần cửa học cấp khăn. Công việc rất đơn giản, không có khách thì có thể ngồi, hạn chế xem điện thoại. Làm thế nào để người đi ngang nhìn thấy mình qua cửa kính? Bởi vì trang phục trẻ trung nên Lê Hương loanh quanh một hồi, chán quá, nhảy luôn lên bục của ma nơ canh đứng vào đó bất động, nhìn chằm chằm ra ngoài, mắt không chớp, giả vờ làm ma nơ canh luôn. Các chị nhân viên thấy cô bày trò, khúc khích cười, chỉ trỏ nhau. Thế nhưng trò mèo cho đỡ chán của Lê Hương khiến các bạn trẻ tò mò. Họ dán mắt vào cửa kính xem cô là người hay ma nơ canh thần. Sau đó từng tốp kéo nhau vào shop xem hàng. Có người mua, có người chỉ xem rồi đi ra, nhưng Lê Hương cảm thấy rất thú vị. Giảm một lát, cô xuống khỏi bục, ra ngoài chào hỏi, đóng vai người mở cửa. Lê Hương vốn là tiểu thư con nhà giàu, chưa bao giờ phải ra ngoài làm thêm, chỉ nghe các bạn kể về các công việc này nọ. Trải nghiệm làm người mẫu đối với cô cũng vô cùng mới mẻ, cảm giác nhàn hạ hơn so với làm kế toán nhiều. Hồi đi học, Lê Hương học bình thường, không có gì giỏi giang đặc biệt. Thi đại học cũng phải cố gắng mới đậu. Ra trường đi làm cô mới thấy lương kế toán thấp, công việc lại đòi hỏi sự tỉnh táo, cẩn thận, tỉ mỉ và kiên trì. Lương khởi điểm của người mẫu sản phẩm là 20 triệu, cao gần gấp đôi lương kế toán của cô, chưa kể tiền hoa hồng nếu bán được sản phẩm. Kiếp trước Lê Hương quen mấy người mẫu, mặc dù không phải của Defor, nhưng họ cũng là người mẫu sản phẩm. Sản phẩm càng cao cấp, hoa hồng càng nhiều. Nếu được làm người mẫu ảnh cho trang sức đá quý, kim cương, mỹ phẩm cao cấp thì còn kiếm được nhiều tiền hơn. Đối với cô bây giờ, tiền là trên hết. Lê Hương thay đồ khác đúng giờ quy định. Buổi trưa và buổi chiều, trung tâm thương mại bắt đầu đông dần. Lê Hương đứng ở cửa kính đếm không xuề người qua lại. Khi nhân viên bận quá, cô ra mở cửa chào khách, mời vào, bắt chước như đúng rồi, cảm thấy rất vui vẻ. Làm đến ngày thứ ba thì Lê Hương thấy Mạc Tuân đi ngang qua, đứng bên ngoài nhìn vào với ánh mắt tóe lửa. Cô đang đứng gần cửa kính, lập tức nhón chân nhảy lên giả vờ làm ma nơ canh, mỉm cười nhìn chằm chằm vào hắn, không nhúc nhích. Mạc Tuân nhíu mày, cơ mặt căng cứng lại. Chắc hắn nghĩ công việc này thấp kém, không phù hợp với một tiểu thư đã từng giàu có, như vậy là mất hết mặt mũi và khiến người nhà xấu hổ. Lê Hương khoái chí lắm, cười càng tươi, bởi vì Mạc Tuân đâu có quen Đồng Quyên. Nhà Đồng Quyên thuộc hàng top tài phiệt ở Cộng hòa Nhân dân Thạch Trung này, nhưng suốt 3 năm đại học, chẳng bạn học nào trong lớp biết Đồng Quyên là đại tiểu thư ngậm thìa kim cương. Đồng Quyên ở nhà trọ, đi xe đạp, làm thêm trong siêu thị, cũng bán hàng như các nhân viên trong shop đây này, còn tự hào khoe những đồng tiền mà mình kiếm được với Lê Hương, mặc dù cuối tháng Đồng Quyên lại phải vay tiền cô để trả trước các khoản phí sinh hoạt phát sinh. Tận năm cuối cấp, Đồng Quyên mới nói cho Lê Hương biết gia đình mình như thế nào. Đến lúc đó cô bạn láo cá cũng gom được một hội toàn những người tốt bụng để chơi cùng rồi. Không có nghề nào hèn kém, đáng xấu hổ cả. Lao động kiếm tiền dựa vào sức của mình chính là nghề cao quý. Mạc Tuân cuối cùng chịu thua trước khuôn mặt
cười tươi không động của Lê Hương. Bước vào cửa hàng, nhân viên lập tức niềm nở chào vì thấy hắn mặc vest sang trọng, đắt tiền. Mạc Tuân chỉ vào Lê Hương. Tôi muốn mua bộ đồ mà người mẫu sản phẩm kia đang mặc. Làm ơn gọi cô ấy xuống đây được không? Tôi muốn nhờ cô ấy chọn hộ vài bộ quần áo cho bạn gái. Vóc dáng hai người họ rất giống nhau. Dạ được, quý khách chờ chút đã. Chị nhân viên lịch sự cúi đầu khẽ gọi Lê Hương. Lê Hương, khách cần nhiều chút việc. Vâng ạ. Lê Hương bước xuống, Mạc Tuân làm bộ không quen cô, cô cũng vờ như không quen hắn, đi tới cúi chào. Quý khách muốn mua đồ cho bạn gái sao? Phải. Nhưng tôi không biết cô ấy thích quần áo như thế nào. Hình tượng và phong cách khá giống cô. Nếu như không phiền, cô có thể chọn cho tôi vài bộ được không? Lê Hương muốn cười, không ngờ Mạc Tuân còn có bản lĩnh giả vờ như vậy. Mặt hắn vẫn lạnh tanh, không hề tỏ ra sơ hở. Cô cố nín lại, ra hiệu mời Mạc Tuân vào bên trong, giới thiệu ba bộ đồ mà cô cảm thấy ưng ý. Mạc Tuân gật gù, nói với chị nhân viên. Tôi lấy ba bộ này, gói lại hộ tôi. Cảm ơn quý khách, hy vọng bạn gái anh sẽ thích. Chúc quý khách một ngày vui vẻ. Lê Hương cười chuyên nghiệp, cúi chào. Mạc Tuân gật đầu, khóe môi khẽ nhích lên, nhưng trong đáy mắt có cái gì đó giống như thoáng đau đớn. Cảm ơn cô. Tôi cũng hy vọng cô ấy sẽ thích. Lê Hương trở về chỗ của mình. Mạc Tuân ra quầy thanh toán, làm như không hề quen biết cô, chẳng nhìn lại lần nào nữa. Hắn đi ra khỏi shop, hướng thẳng về phía cầu thang bộ, mở cửa đi vào. Mắt đỏ ngầu trợn lên trông rất đáng sợ, thở hổn hển vì tức giận. Hắn đấm mạnh vào tường hay cú, cảm nhận cơn đau ở bàn tay truyền lên đại não, cố gắng làm mình bình tĩnh lại. Gục đầu vào tường một hồi, Mạc Tuân lấy thuốc lá ra, ngồi luôn xuống bậc thang, châm lửa hút. Khuôn mặt trơ trơ như đá u ám một cách khó hiểu. Trong ánh sáng mờ nhạt của cầu thang bộ lại càng trở nên tăm tối. Lê Hương nghỉ việc ở công ty giấy mà không hề nói cho bố mẹ. Cô nghĩ Mạc Tuân khi đã biết cô đi làm người mẫu sản phẩm sẽ dùng chuyện này để uy hiếp cô hoặc mách bố mẹ, ngăn cản Lê Hương. Nhưng không, hắn chẳng làm gì cả. 6 ngày đầu tiên trôi qua trong yên ả. Lê Hương chào tạm biệt mọi người để ngày hôm sau sang xốp công sở. Cô tan làm vào lúc 5 giờ chiều. Ra thang máy thì vô tình thấy Hân Lạc và Mai Chi bên trong. Cô bước vào, mỉm cười chào hỏi. Xin chào, hai người cùng về sao? Chỉ là đi cùng thang máy thôi mà. Hân Lạc nói với giọng điệu nhấn nhá chua lòm, tỏ vẻ kênh kiệu. Mai Chi hừ lạnh. Cô ở bên shop đồ nam bán được nhiều hàng nhỏ, tôi ngưỡng mộ lắm. Nghe giống như Mai Chi đang mỉa mai Hân Lạc vậy. Lê Hương ngạc nhiên nhìn từ người này sang người kia. Hân Lạc vênh mặt đáp trả. Cũng được. Shop công sở mà cô đứng ế ẩm như vậy, liệu có trụ được đến tháng sau không đấy? Nghe nói hai người kia bán khá lắm mà. Nghe nói? Nghe ở đâu? Shop của ai người đó đứng? Không được ra ngoài trừ lúc đi mua cơm trưa, thì có thể nghe ở đâu được? Cạnh tranh mà chị Tống Nhã nói là đây sao? Trụ được hay không cuối tháng biết ngay. Mai Chi khó chịu lườm lại. Đừng thấy mình bán được nhiều hơn người khác dăm ba bộ quần áo mà đắc ý. Thang máy xuống đến tầng 1, mở cửa. Lê Hương lập tức bước ra ngoài. Mai Chi theo ra. Hân Lạc chắc lái xe đến nên ấn đóng cửa, xuống tầng hầm. Lê Hương tò mò hỏi. Hai người quen nhau à? Không quen. Có va vào nhau hôm đi tuyển dụng thôi. Con nhỏ này nghe nói là bộ bịch gì của xếp tổng họ Dực ở trụ sở chính ấy. Kéo toàn anh em họ hàng đến mua đồ cho shop, bán được nhiều lắm. Lê Hương lạnh gáy. Cái gì? Là bộ của Dực tổng à? Tí nữa thì cô gọi tên Dực Minh ra. Mai Chi gật đầu, tỏ vẻ khinh thường. Ừ. Cô không thấy nó kinh kiệu như thế à? Còn tưởng chỗ dựa gây gớm thế nào chứ. Hóa ra bộ bịch đã rớt đài của tổng giám đốc đi phò. Sao cô biết đã rớt đài? Hai người cùng sóng bước đi ra cửa. Nếu không rớt, cần gì phải đi bước thấp nhất này? Cô nghĩ tổng giám đốc của đi phò lại để cho bạn gái mình đi làm người mẫu sản phẩm à? Mấy ông to rào nứt vách ấy thiếu tiền bao nuôi tình nhân sao? Nếu không bao nuôi, chiều theo ý bạn gái cho đi làm thì cũng phải cho làm người mẫu ảnh, hoặc nhét vào các shop vàng bạc đá quý kim cương chứ. Sau đó khi có chút danh tiếng rồi thì nhét vào các hợp đồng chụp ảnh tạp chí thời trang, từng bước trở thành người mẫu thương hiệu nổi tiếng.
Lê Hương gật gù. Ừ, cũng phải. Nhưng các thương hiệu lớn toàn thuê người mẫu, diễn viên nổi tiếng để chụp hình quảng bá sản phẩm. Làm gì đến lượt những người mẫu nghiệp dư như chúng ta? Mai Chi nhích mép cười. Thì đó, cho nên không đến lượt con nhỏ Hân Lạc kia làm mưa làm gió đâu. Nếu có ông lớn như Dược Tổng chống lưng, cần gì phải làm việc này? Lại chẳng lăng xê thành diễn viên, ca sĩ luôn ấy chứ. Người nổi tiếng đời nào họ chịu đến các shop mặc hết đồ nọ đồ kia, thử đồ cho khách như chúng ta. Mà nếu họ có chịu, bỏ bao nhiêu tiền thuê cho vừa. Và lại các người mẫu thân hình có hướng chuẩn mực, cao tới 1m8 lận, thử đồ cho khách 1m6 được không? Mặc vào ngực nhỏ hơn khách, mông lép hơn khách, đứng trên sàn diễn thì được, chứ xuống các shop thì nhìn lên đều lắm, không hiệu quả như người mẫu nghiệp dư. Cho nên họ làm đại diện thương hiệu, chụp ảnh quảng cáo dán khắp nơi, quảng cáo trên TV, chúng ta trực tiếp mặc đồ. Dù chúng ta có thấy một chút không nổi tiếng nhưng ai cũng mặt xinh da trắng, không cần đắp cả tấn phấn lên. Lê Hương cứ đi theo Mai Chi để nghe, theo luôn vào quán kem bên kia đường. Hai người gọi kem rồi tiếp tục buôn chuyện. Mấy cái đó tôi cũng biết sơ sơ lúc tìm hiểu về người mẫu sản phẩm thực tế rồi. Ban đầu là vậy, sau này được chọn, chúng ta sẽ được chụp ảnh quảng cáo cho thời trang Defo đúng không? Mai Chi gật đầu. Phải, chụp ảnh quảng cáo, tham gia các show diễn thời trang nhỏ. Sau đó nếu xuất sắc vượt trội thì có thể sẽ làm được người mẫu đại diện cho các sản phẩm khác như mỹ phẩm, son. Đương nhiên vẫn là nghiệp dư, đứng sau lưng những người nổi tiếng thôi. Khi cô ký được hợp đồng chụp ảnh quảng cáo thực sự thì mới được coi là thành công bước chân vào giới người mẫu. Lúc đó cô cũng nổi tiếng rồi. Nhưng người mẫu nghiệp dư đi từ Defo lên sàn diễn thời trang lớn rất ít, cạnh tranh kinh khủng lắm. Lê Hương gật gù. Cô cần một công việc lương cao để phụ giúp gia đình, hơn hết thảy là muốn bám đuổi Dược Minh nên mới nhắm mắt đưa chân vào nghề này. Nếu thấy tình hình không ổn, Lê Hương sẽ đợi đợt tuyển dụng tiếp theo để nộp hồ sơ vào vị trí kế toán của công ty mẹ. Mai Chi là hình mẫu con gái mạnh mẽ, bốc lửa, tính tình hơi tùy tiện, thẳng thắn nên họ nói chuyện với nhau rất hợp. Ăn kem xong, cả hai dẫn nhau đi dạo phố một lát, buôn chuyện linh tinh rồi mới chia ra. Lê Hương nhìn thấy một tiệm bánh bên đường có bán bánh vòng mà cô thích ăn nên vào mua mấy cái mang về. Đến khi quay ra, vừa bước chân xuống vỉa hè thì một đứa con gái từ đâu nhào đến đâm sầm vào người cô, hất luôn cốc cà phê lên vai áo Lê Hương. Cô loạng choạng nhưng không ngã, lùi lại phía sau, ngơ ngơ nhìn cà phê làm ướt sũng cả vai và lưng áo mình. Đứa con gái kia ngã nhào ra vỉa hè, ly cà phê vào chồng tài liệu mà nó cầm rơi tung tóe ra đất. Nó ngước lên chửi. Đi đứng cái kiểu gì thế hả? Đâm sầm vào người tôi rồi đây này. Lê Hương trợn mắt nhìn Dương Huế đang ngồi dưới đất, máu nóng bốc lên ngùn ngụt trong người. Oan gia ngõ hẹp. Ai đâm vào ai? Lê Hương quát trả. Trong đầu tua lại hình ảnh kiếp trước, bao nhiêu tủi nhục, ấm ức, bức bối trào lên khiến cô không thể bình tĩnh được. Dương Huế, con nhỏ khốn nạn, bạch nguyệt quang trong lòng Mạc Tuân, kẻ đã có người yêu còn muốn cướp chồng người khác, đẩy cô sẩy thai, đẩy cô ngã chết. Kiếp trước cô thua, kiếp này ai thắng ai thua còn chưa biết đâu. Cô có mắt như mù à? Tay cầm cà phê, ôm tài liệu mà mắt để sau gáy lao như điên. Tông vào người tôi mà còn gào mồm lên nói rằng tôi tông cô. Tôi đâm vào cô thì cà phê phải đổ thẳng lên ngực tôi chứ. Tẻ ướt hết vai và lưng áo thế này mà dám đổi trắng thay đen. Dương Huế tức điên lên, đứng bật dậy chỉ vào mặt Lê Hương. Nếu cô không từ bên trong đi ra thì sao tôi tông vào cô được? Nói hay gớm nhỉ. Chị đây đi rất thong thả. Đường của nhà mình cô à, bà cấm người khác đi. Tông vào, đổ hết cà phê lên áo người ta, không biết xin lỗi, còn quay lại cắn trả. Đồ điêu. Nói vô lý ầm ầm, ai mà ngửi nổi. Lê Hương đang chửi, nhìn thấy Mạc Tuân mở cửa một chiếc xe đã đỗ xe bên vệ đường cách chỗ này không xa, đi về phía họ. Trong đầu cô lóe lên một ý tưởng. Dương Huế gào lên. Cô nói ai cắn trả đấy? Cô coi tôi là chó à? Tôi đang đi thẳng, chẳng thấy một ai trên vỉa hè. Đùng một cái cô nhào từ bên trong ra thì tôi tránh thế nào được? Hả? Lại uốn ba thước lưỡi chứ gì? Có lỗi không biết tự nhận. Đổ điệu cho người khác không được thì đổ lỗi sao? Tự xem lại bản thân mình đi, có mắt như mù. Lê Hương chửi rất to. Những người đi đường ngoài nhìn, có người còn dừng lại xem. Dương Huế tức đỏ mặt.
cô mới là đồ có mắt như mù. Nhìn thì cũng không đến nỗi nào đâu, mà ăn nói thô thiển, vô giáo dục. Mạc Tuân đã đến gần, đứng phía sau Dương Huế, cách chỉ ba bước chân nữa thôi. Lê Hương làm như không nhìn thấy hắn, vung tay lên tát bốp một cái vào mặt Dương Huế. Vô giáo dục này, còn điên. Tông vào tao, hất cà phê lên người tao rồi chửi cái gì. Dương Huế á lên một tiếng, ôm mặt, trừng mắt vừa căm thù vừa sợ hãi nhìn Lê Hương. Mạc Tuân vội vã rảo bước tới, nắm cánh tay Lê Hương kéo lùi về phía sau. Lê Hương ngước nhìn Mạc Tuân chờ hắn mắng mỏ, chửi bới cô. Chửi đi nào. Chửi rồi cô mới có cớ tống khứ hắn khỏi cuộc đời mình. Cuộc hôn nhân sai lầm sẽ không lặp lại nữa. Mạc Tuân nhìn thoáng qua Dương Huế, rồi kéo lưng áo phông của cô ra cho nó khỏi dính vào người vì bị cà phê làm ướt, lo lắng hỏi. Em không sao chứ? Cà phê có nóng không? Lê Hương sững lại, mở to mắt nhìn Mạc Tuân như nhìn người từ trên trời rơi xuống. Không hiểu nổi Mạc Tuân đã nhìn kỹ Dương Huế hay chưa. Đó là Dương Huế mà, người hắn yêu, bạch nguyệt quang của hắn, người mà hắn tin tưởng vô điều kiện đến nỗi không tin vợ, để vợ con bị hại chết. Cô cố tình tỏ ra đánh đá, mồm miệng ghê gớm để Mạc Tuân nhìn thấy, vỡ mộng vì hình tượng của cô không giống như hắn tưởng tượng. Sao hắn lại ân cần hỏi thăm cô? Người đi đường xuống lại xem, chỉ trỏ. Lê Hương lập tức cao giọng. Nóng chết đi được. Anh xem con nhỏ kia tông vào em, ắt hết cà phê lên lưng em, còn mắng chửi em, đổ điều cho em đâm vào nó. Nó bảo em vô giáo dục đấy. Mạc Tuân liếc mắt về phía Dương Huế một cái nữa, nhíu mày, mặt lạnh đi. Đi, ra xe với anh, đừng tức giận. Lê Hương không thể tin vào tai mình. Mạc Tuân bị làm sao vậy? Anh ta có phải là Mạc Tuân không? Thấy Dương Huế bị đánh, bị chửi mà không bênh vực, không bất chấp tất cả tin cô ta vô điều kiện sao? Mạc Tuân bị ma nhập hay thế nào đây? Vừa lúc đó Dương Huế thốt lên. Mạc Tuân. Hắn bị gọi thẳng tên, quay sang nhìn. Lê Hương nhìn từ Mạc Tuân sang Dương Huế, thấy Dương Huế đang ôm má, trừng mắt nhìn họ, nhưng không phải ánh mắt già vừa đáng thương, diễn kịch như kiếp trước. Cô ta gọi tên Mạc Tuân để xác nhận xem đó có phải là hắn không. Chuyện này là thế nào? Mạc Tuân, lâu rồi không gặp, anh không nhận ra em à? Dương Huế hỏi. Lê Hương trực tiếp hóa đá tại chỗ. Mạc Tuân nhìn Dương Huế bằng ánh mắt lạnh như băng, khuôn mặt trầm tĩnh không có một chút ý cười nào, dù chỉ là xã giao. Dương Huế tiếp tục. Em là Dương Huế, học dưới anh hai khóa ở trường cấp 3 đây ạ. Khi em vào nhập học, anh và hội học sinh đã hướng dẫn bọn em tham gia các câu lạc bộ. Chúng ta còn chung câu lạc bộ bắn cung nữa, nhưng mà học kỳ 2 anh phải ôn thi đại học nên rút lui khỏi đội. Mạc Tuân vẫn giữ nguyên khuôn mặt trơ trơ, ánh nhìn lạnh lẽo ấy, khẽ lắc đầu. Xin lỗi, tôi không nhớ. Câu lạc bộ bắn cung có rất nhiều thành viên. Dương Huế nhăn mặt, trừng mắt oán hận, xấu hổ nhưng không thể sốc bằng Lê Hương được. Cô cứ nhìn qua nhìn lại hai người, không tin nổi vào điều mình vừa nghe. Chẳng lẽ họ diễn kịch để lừa cô? Mạc Tuân quay lại, nhẹ nhàng nói với Lê Hương, trong mắt tràn ngập lo lắng. Đi thôi, anh đưa em về. Tay và vai có bị bỏng không? Có cần tới bệnh viện không? Cần ạ. Vai em rát lắm. Tới bệnh viện đi. Cô sắp đau tim mà chết rồi đây. Mạc Tuân khẽ gật đầu, nắm tay Lê Hương kéo về phía xe, bỏ Dương Huế lại đó. Cô ta bị người đi đường chỉ trỏ, tức điên lên cúi xuống nhặt đồ mình làm rơi. Lê Hương cứ như người đi trên mây, theo Mạc Tuân lên xe, ngồi vào ghế lái phụ. Mạc Tuân lái xe đi mà không nhìn về phía Dương Huế một lần nào. Lê Hương ra lệnh. Chờ em về nhà. Cà phê không nóng sao? Mạc Tuân lo lắng hỏi. Không sao, con nhỏ đó va vào em, còn ngoan ngoắt chửi em nên em mới lấy cớ cà phê nóng để nó ngậm miệng lại. Cô nhìn xoáy vào mắt hắn. Người quen của anh à? Mạc Tuân có chút nao núng, lắc đầu. Không quen. Nói dối. Lê Hương cao giọng. Nó còn nhớ anh rõ ràng, hai người chung đội bắn cung. Vô lý. Kiếp trước Mạc Tuân và Dương Huế còn chung cả trường đại học nữa. Lên đại học họ mới trở nên thân thiết. Sau đó ra trường đi làm thì cái sự thân thiết kia chẳng còn giới hạn quái gì nữa rồi. Sau kiếp này lại có màn lâu ngày không gặp. Mạc Tuân nhìn thấy Dương Huế mà chẳng có phản ứng gì. Trước kia hắn nhìn Dương Huế bằng ánh mắt lấp lánh, đong đầy yêu thương sùng nịnh,
còn dịu dàng hơn cả nhìn Lê Hương những ngày đầu mới yêu. Trước mặt Dương Huế, hắn cười thật lòng, tươi tắn đến mức khó tin, nụ cười mà chẳng bao giờ hắn dành cho cô. Chưa từng cười với cô như vậy bất cứ lần nào. Tại sao kiếp này hắn không gặp Dương Huế? Năm nay Mạc Tuân 25 tuổi, vậy là 7 năm rồi. Từ sau khi rời trường cấp 3, Mạc Tuân không gặp Dương Huế. Tin nổi không? Không tin nổi. Mạc Tuân nhìn thẳng về phía trước. Có trong đội bắn cung thì sao chứ? Đội bắn cung có tới hơn 20 thành viên cơ mà. Lê Hương trực tiếp đứng hình. Kiếp này không giống kiếp trước ư? Cha mẹ Mạc Tuân còn sống, công ty nhà hắn phát triển thịnh vượng, tự hắn điều hành công ty riêng của mình, chứ không thừa kế của cha mẹ như trước. Mạc Tuân không quen, không thân với Dương Huế. Nghe hắn nói thì thậm chí họ còn không quen nhau, chứ thân thiết nỗi gì. Sao lại kỳ lạ như vậy? Mạc Tuân nói thêm. Em đừng lăn tăn. Dù có quen biết mà xấu tính như vậy, anh cũng không giao du đâu. Đã. Lê Hương chưa kịp hiểu, Mạc Tuân liếc sang, nhếch mép cười nhạt. Anh dừng xe vì thấy em vào mua bánh, ngồi trong xe chờ em ra, chứng kiến toàn bộ. Con nhỏ kia tông vào em rồi chửi em câu nào anh đều nghe thấy hết. Xấu tính, điều toàn như vậy, có quen biết anh cũng không giao du đâu. Lê Hương cảm thấy choáng váng đầu óc. Cô cũng chửi Dương Huế không tiếc lời, cũng ngơ ngác không kém. Tại sao Mạc Tuân không để bụng? Đây là Mạc Tuân đang nói về Dương Huế sao? Cô muốn hét lên cho hắn biết rằng kiếp trước Dương Huế chính là Bạch Nguyệt Quang trong lòng hắn, là cô gái trong sạch, tốt bụng, yếu đuối, cần phải được che chở bảo vệ nhất thế gian. Trong mắt Mạc Tuân chẳng có ai tốt đẹp hơn Dương Huế được. Cô ta là trăng dưới nước, sao trên trời, mà Mạc Tuân không bao giờ với tới, nên chấp nhận đứng phía sau, lấy danh nghĩa bạn thân để bảo vệ. Hắn yêu thầm cô ta, yêu mù quáng đến nỗi Dương Huế nói gì hắn cũng tin. Có thể vì kiếp trước cha mẹ Mạc Tuân mất, Dương Huế ở bên cạnh an ủi, giúp đỡ hắn hết lòng, nên hắn sinh ra si mê tin tưởng vô điều kiện, móc hết tim phổi cho cô ta. Lê Hương không biết Mạc Tuân chưa bao giờ kể về quá khứ của hắn và Dương Huế, cô chỉ đoán như vậy. Kiếp này thật là kỳ lạ. Có thể bởi vì cha mẹ Mạc Tuân không chết, hắn chẳng cần sự giúp đỡ của ai cả, không quen biết, không thân với Dương Huế. Nhìn thấy cái xấu lập tức kết luận là xấu, lý trí bình thường như mọi người đàn ông trưởng thành khác. Đúng là kinh hoàng mà. Vậy sau này Mạc Tuân và Dương Huế có thân với nhau nữa không? Lê Hương phải làm thế nào với hắn bây giờ? Hắn không yêu Dương Huế, chăm chăm vào tán tỉnh cô, dồn hết tâm trí cho cô, nên nhắn tin gọi điện nhiều như vậy ư? Kiếp trước bởi vì giam ba bữa lại chạy tới phục vụ Dương Huế, nên khi tán tỉnh hắn chẳng nhắn tin gọi điện được mấy. Lê Hương suy đoán lung tung, cảm thấy đầu đau dữ dội. Mạc Tuân đưa Lê Hương về nhà để cô thay quần áo bẩn. Hắn xuống xe hỏi Lê Hương, em có muốn ra ngoài ăn tối với anh không? Lê Hương đang thắc mắc về Dương Huế nên gật đầu đồng ý. Được ạ, vậy anh vào nhà cho em một chút, em tắm đã. Ừ. Mạc Tuân mỉm cười, trông khá tươi tắn. Lê Hương vào nhà chào bố mẹ rồi đi thẳng lên tầng, mở nước, vừa tắm vừa nghĩ ngợi linh tinh. Mạc Tuân không quen Dương Huế thì bi kịch kiếp trước có lặp lại không? Liệu sau này hắn gặp, nói chuyện với Dương Huế có lại rơi vào lưới tình, yêu cô ta như kiếp trước không? Cứ cho là kiếp này Mạc Tuân chưa quen Dương Huế đi. Với tính cách của Dương Huế, nếu cô ta gọi cho Mạc Tuân nhờ vả vài lần mà hắn làm theo, thì Dương Huế sẽ nhờ tiếp vài lần nữa, sau đó dính vào luôn. Thứ cô ta cần ở Mạc Tuân không phải tình yêu nam nữ, mà chỉ là một người đàn ông đẹp trai, thành đạt, sẵn sàng phục vụ cô ta, quan tâm chăm sóc cô ta mọi lúc mọi nơi, sẵn sàng vứt mọi thứ ra sau đầu để chạy đến bên cạnh cô ta khi cô ta cần. Nếu Dương Huế vì cuộc gặp gỡ hôm nay mà tức giận, xin số của Mạc Tuân để liên lạc lại, dùng trình độ diễn xuất thượng thừa của mình đóng vai một đóa sen trắng tinh khiết để câu dẫn Mạc Tuân, thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Lê Hương thở dài, ra khỏi nhà tắm, sấy tóc. Cô giật mình khi nhìn thấy Mạc Tuân đang ngồi trên sofa trong phòng mình, bên cạnh là mấy túi đựng quần áo. Hắn ngước nhìn lên, thấy Lê Hương chỉ quần khăn đi ra thì ngần ngừ nhìn cô chằm chằm. Lê Hương bối rối, khẽ quát, sao anh lại lên đây, quay mặt đi. Mạc Tuân vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Mẹ em bảo anh tránh lên trên này, có bà hàng xóm tọc mạch sang kiếm chuyện. Lê Hương một tay giữ khăn, tay kia lấy mở tủ lấy quần áo, vội vàng chạy vào nhà tắm.
Mẹ cũng thật là, chửi nhau với hàng xóm thì cứ chửi đi, đuổi Mạc Tuân lên đây làm gì, xấu hổ quá đi mất. Giờ hai người họ chỉ mới quen nhau, chứ có phải vợ chồng như kiếp trước đâu. Lê Hương vội mặc quần áo vào rồi ra ngoài lấy máy sấy tóc, sấy cho khô. Mạc Tuân đi loanh quanh trong phòng, dừng lại trước giá sách, nhìn một lượt. Đây là lần đầu tiên anh vào phòng em đấy. Lê Hương nghe loáng thoáng, hừ lạnh trong lòng, hạ giọng nhẹ nhàng. Lẽ ra anh không nên vào, nhất là lúc em đang tắm như vậy, không lịch sự lắm đâu. Mạc Tuân cứng người, tỏ ra khó xử. Anh xin lỗi, tại vì... Lê Hương vẫn còn hoang mang về chuyện của Dương Huế, không muốn đôi co với Mạc Tuân. Cô không nhìn hắn, sấy tóc nhanh cho xong, chải lại đầu rồi nói. Đi thôi, em muốn đi ăn lẩu. Quần áo gì thế này? Cô chỉ vào mấy túi đựng quần áo trên sofa. Là ba bộ hôm nọ anh nhờ em mua chọn đấy. Tặng cho em mà. Cảm ơn anh. Mạc Tuân mỉm cười xoa xoa quần bò áo phông đơn giản trên người cô. Không tới nhà hàng sao? Có chứ ạ, nhưng là nhà hàng bán lẩu. Lê Hương nhặt điện thoại bỏ vào túi, đeo bên hông, mỉm cười ngọt ngào. Anh không muốn đi sao? Muốn chứ. Mạc Tuân lập tức trả lời, như sợ Lê Hương sẽ đột ngột đổi ý không đi với hắn nữa.